Chẳng ai ngờ rằng, một mực như một đầu sâu mọt, để mọi người chán ghét xem thường Giang Nghịch Lưu có như thế huyết tính một mặt. Đứa nhỏ này, mạch trường hà mặt mũi tràn đầy cấp bách liền muốn tới ngăn cản Giang Nghịch Lưu, địa sát quân chủ lại lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía mạch hoài tang. Mạch hoài tang luống cuống, nhất thời không biết như thế nào cho phải, nhìn thấy Giang Nghịch Lưu tấm kia dần dần trở nên mặt tái nhợt, nhìn qua cái kia ánh mắt kiên nghị, nàng không hiểu cũng mềm lòng. Hiu hiu hiu, Giang Nghịch Lưu nhìn thấy mạch hoài tang không nói gì, nhấc lên trong tay dao găm đối với mình máu thịt be bét ngực tiếp tục đâm giết. Một đao, hai đao, tam đao, người điên rồi sao, mạch hoài tang rốt cục nhịn không được, đánh tới quỳ trên mặt đất một phát bắt được giang nghịch lưu đao, kinh hô lên, mau tới người cho hắn chữa thương, hắn muốn chết. Hô hô, giang giật thở ra một hơi thật dài, chuyện này xem như hoàn toàn giải. Giang nghịch lưu lần này về sau, chắc hẳn cũng sẽ không làm loạn, không nói thống cải tiền phi, chỉ ít sẽ không ngược đãi mạch hoài tang. Trường Hà Địa sát quân chủ quát khẽ một tiếng, mạch trường hà vội vàng phi thân mà ra, mang theo mấy người đem giang nghịch lưu dẫn đi chữa thương. Giang giật không có sử dụng thần thụ diệp, những vết thương này cần giang nghịch lưu chính mình đi an dưỡng, cũng làm cho hắn nhớ kỹ cái này 16 đao. Giang gia con em quả nhiên đều có huyết tính, các loại chờ giang nghịch lưu dẫn đi về sau, địa sát quân chủ cười nói ra, giang giật, việc này đối với các nàng vợ chồng trẻ cũng là chuyện tốt, chúng ta cũng đừng quản. Lại nói, chúng ta mấy cái lão ra hỏa trở về, người còn không có mời chúng ta từng uống rượu, đây chính là người không đúng. Là lỗi của ta, Giang giật cười khổ thở dài, hướng tiền vạn quán khoát tay trận lại nói, vạn quán, đi an bài xuống, đem ông ngoại của ta cùng thiên hàn vương mời đi theo, ta cho các vị trưởng bối bồi tội. chương 2009, đem người đưa cho ta. Một trận phong ba tại Giang giật cải biến thái độ, Giang nghịch lưu hối cải sau đi qua, trong lòng cốc khôi phục bình tĩnh. Y phiêu phiêu dẫn một đám người sau khi trở về, cũng không nói cái gì, Giang giật như là đã đem sự tình xử lý, nàng đương nhiên sẽ không đi qua thêm nhúng tay. Giang nghịch lưu có thể sửa đổi nàng rất là vui mừng, nàng còn dẫn người tự mình đi thăm Giang nghịch lưu, an ủi một phen mạch hoài tang. Giang giật một mực không có hài tử, y phiêu phiêu hy vọng Giang nghịch lưu có thể sinh một cái, đều là Giang biệt ly nhi tử, ai có thể sinh ra hài tử, đều xem như cho Giang biệt ly nối dõi tông đường, kéo dài hương hỏa. Giang giật triệt để dự định thư giãn một tí, mỗi ngày bồi tiếp mấy cái thê tử du sơn ngoạn thủy, hàng đêm hoan ca, thỉnh thoảng cùng chiến vô song tư đổ nhất tiếu bọn người uống rượu, thời gian ngược lại là trôi qua nhàn nhã. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, Giang giật không biết như thế nào cùng Kỳ Thanh Trần ở chung, Kỳ Thanh Trần đối với hắn hữu tình, hắn cũng thích Kỳ Thanh Trần, bất quá hai người cũng không dám đơn giản đi xuyên phá tầng này giấy. Đã mang về một cái kha lộng ảnh, còn có một cái giang tiểu nô tại tu luyện bên trong, giống như lại đem kỳ thanh trần cho thu giang giật cũng không biết như thế nào cùng y thiền tô như tuyết doãn nhược băng bọn người giải thích giang giật đối đãi tình cảm từ xưa giờ đã như vậy không quá quả quyết quen thuộc bị động tiếp nhận mà không phải chủ động xuất kích hắn sợ mình không thể thừa nhận phần này tình cảm không cách nào cho đối phương hạnh phúc trên vai hắn lá gan còn rất nặng mặc dù có thiên đình nhưng hắn thời khắc đều có một loại cảm giác nguy cơ sợ mình chết đi đến lúc đó hại kỳ thanh trần cả đời hắn kỳ thật biết mình tư tưởng là sai lầm, nhưng Thủy Trung không cách nào bước ra một bước kia. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi, trước để ở một bên. Để hắn rất nhức cả chứng chính là, hắn dòng giã tại thiên yêu giới nghỉ ngơi một tháng, thỉnh thoảng cùng thê tử bọn họ hoàn hảo, nhưng chính là không có cùng một chỗ thê tử có được mang thai. Ngược lại mạch hoài tang lại mang thai một đứa bé, lần này y phiêu phiêu phi thường trọng thị, tự mình đem mạch hoài tang nhận lấy ở tại nàng tòa thành bên trong, để cho người ta ngày đêm phục thị thủ hộ. Một tháng kỳ đầy, Giang Giật chỉ có thể mặc kệ, chuẩn bị lần nữa lên đường. Lần này y phiêu phiêu bọn người lưu tại thiên yêu giới, mạch hoài tang hài tử chẳng mấy chốc sẽ xuất thế, y phiêu phiêu không yên lòng, mà yêu nhi y thiền tô như tuyết doãn nhược băng cũng lưu lại, thay thế Giang Giật bồi tiếp y phiêu phiêu. Chỉ có Giang Tiểu Nô còn đang bế quan liền mang theo cùng đi, Kha Lộng Ảnh nhớ mong bên ngoài thế cục cũng đi theo ra. Chiến vô song bọn người vẫn như cũ đi theo, bọn hắn nghĩ tại thiên đình bên trong tu luyện lần này giang nghịch lưu thế mà muốn theo đi giang giật lại làm cho hắn lưu lại bởi vì hắn hài tử lập tức sẽ ra đời thiên yêu giới bên trong cũng có rất nhiều bí cảnh có thể tu luyện giang giật cũng không có nói đi đâu cũng không nói đi bao lâu chỉ nói là ra ngoài có việc địa sát phương thiên hàn vương mỹ ảnh vương biết rõ giang giật thân mang trọng trách cũng không có giữ lại hắn chỉ là cùng một chỗ tiến hắn rời đi giang giật ta muốn vào thiên đình bên trong bí cảnh tu luyện kỳ thanh trần lại đột nhiên truyền âm cho giang giật đôi chồng mắt kia bên trong đều là tha thiết kỳ vọng, giang giật không đành lòng cự tuyệt, đưa nàng trực tiếp truyền tống vào thiên đình bí cảnh bên trong. Mẫu thân, nhược băng, như tuyết, tiểu thiên, thiên, ta đi, các người khá bảo trọng. Giang giật cuối cùng vẫn là nhịn không được, truyền âm cho y phiêu phiêu bọn người nói cho hắn biết đi tìm thiên địa bản nguyên, ít nhất một năm nhiều nhất ba năm tuyệt đối sẽ trở về, để mọi người nhiều hơn bảo trọng. Ba năm, tô như tuyết doãn nhược băng y thiền bọn người không hiểu thương cảm, nhưng y phiêu phiêu lưu lại, các nàng làm con dâu sao có thể không thay Giang giật tận hiếu đạo mặc dù Giang giật trước kia đáp ứng vĩnh viễn sẽ không lại cùng các nàng tách rời. Nhưng mọi người đều rất lý giải Giang giật bởi vì hắn còn gánh vác lấy toàn bộ nhân tộc sứ mệnh. Thiên đình quang mang lấp lánh, xoay tròn mà lên, hóa thành một đạo lưu quang hướng hang không đáy bên kia bay đi. Trong lòng cốc toàn bộ người đều đưa mắt nhìn Giang giật rời đi, các nàng không biết Giang giật lần này ra ngoài, lại sẽ phát sinh cỡ nào kinh tâm động phách sự tình các nàng không giúp được Giang giật, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện thiên yêu giới an toàn, giang giật cũng không lo lắng mọi người an toàn. Thanh đế là thiên đế, là nhân tộc chi vương, hắn quả quyết sẽ không làm gây hỏa tới người nhà loại này không có phẩm sự tình. Coi như thanh đế thật tìm được thiên yêu giới, chỉ cần giang giật một ngày không chết, thanh đế thật dám làm loạn. Giang giật khởi sướng phong đến chính hắn đều sợ hãi, vạn nhất giang giật ẩn núp vào thiên hồng giới, lợi dụng thiên đình cùng thụ yêu trắng trận tàn sát, ngọc thạch câu phần, đây tuyệt đối không phải thanh đế kết quả mong muốn sở dĩ giang giật an nhàn khống chế thiên đình hướng bắc mới bay đi chuẩn bị đường vòng đi minh giới theo phương bắc đi bên kia cũng không có quá nhiều tuần bên cạnh dùng cũng sẽ không bại lộ hành tung hao tốn hai ngày thời gian giang giật vượt ngang mấy vạn đức dặm đường bên này đã không có tuần bên cạnh sử giang giật tự khống chế thiên đình tốc độ không nhanh không chậm về phía tây bên cạnh bay đi hắn cần một chút thời gian bế quan lôi sinh hỏa lôi sinh thủy lôi sinh mộc lôi sinh kim lôi sinh thổ cái này năm loại áo nghĩa hắn đã toàn bộ lính hội đến đại thành chi cảnh theo lý tới nói hắn lôi điện áo nghĩa không sai biệt lắm cũng muốn đại thành chỉ là giang giật cũng không có cảm giác được chính mình cảm ngộ lôi điện chân chính áo nghĩa sở dĩ hắn nghĩ tại đi minh giới trên đường bế quan một đoạn thời gian đem cái này áo nghĩa tu luyện tới đại thành chi cảnh phượng tự, người khống chế một chút thiên đình phi hành chú ý dò xét bốn phía tình huống giống như tao ngộ minh tộc quân đội lập tức nói cho ta Giang giật đem bộ phận thiên đình cấm chế phương pháp khống chế nói cho thiên phượng đại đế, đường dài đằng đẵng theo cái này bay đi minh giới còn có một đoạn thời gian. Hắn cần tu luyện, liền để thiên phượng đại đế khống chế, dù sao coi như tao ngộ minh tộc đại quân cũng không quan trọng. Hắn thân thể lóe lên, tiến vào thiên đình bên trong bí cảnh bên trong. Giang tiểu nô còn tại ngồi tại một tòa sa mạc thạch phong bên trên bế quan, chiến vô song kha lộng ảnh tư đồ nhất tiếu mấy người cũng đều tự tìm chỗ tu luyện, chỉ có kỳ thanh trần một người đứng tại một ngọn núi phía trên, nhìn qua đầy trời bão cát suy nghĩ xuất thần. Đã vào đây, Giang giật không có khả năng làm như không thấy, hắn thân thể trực tiếp lóe lên, ra kỳ thanh trần bên người, nhìn qua nàng cặp kia khuynh thành tuyệt thế mặt hỏi, thanh trần, còn đứng đó làm gì đâu. Kỳ thanh trần bị Giang giật giật nảy mình, bay một cái liếc mắt, mị thái tự nhiên, nàng lại nhìn một chút phương xa bão cát, cảm khái, thế giới chi đại, không thiếu cái lạ a à, cái này bí cảnh bên trong khắp nơi đều có thiên vận. Một cái như thế tiểu địa phương, thế mà ẩn chứa nhiều như vậy áo nghĩa thiên đình quả nhiên danh bất hư truyền. Ừm, ngươi cảm ứng được. Giang giật đôi mắt sáng lên, chỉ cần có thể cảm ứng được thiên vận, vậy thì có rất lớn cơ hội cảm ứng bên trong áo nghĩa, cũng có thể có cơ hội triệt để cảm mộ. Kỳ Thanh Trần vốn là phong vương cấp, thiên tư tuyệt thế. Giống như ở bên trong tu luyện một đoạn thời gian, nói không chừng có thể có rất lớn cơ hội đột phá ngụy đế cấp, thậm chí phong đế cấp. Kỳ Thanh Trần khẽ vuốt cằm, sau đó nở nụ cười xinh đẹp nói, giang giật, nghe nói người cùng chiến vô song bọn hắn nói, chỉ cần đột phá ngụy đế cấp tự có ban thường. Có, giang giật gật đầu nói, ta còn có một số hồng mông linh bảo, ai có thể đột phá, ta liền cho người đó, người cũng không ngoại lệ. Ha ha, kỳ thanh trần ánh mắt đột nhiên nóng rực lên, sắc mặt có chút đỏ, cắn cắn môi nói, hồng mông linh bảo, bổn quân chủ không có thèm. Như vậy đi, giang giật, nếu ta có thể đột phá phong đế cấp, đem người đưa cho ta như thế nào? Ách, Giang giật sắc mặt lúng túng, làm sao Kỳ Thanh Trần cùng Giang Tiểu Nô đồng dạng a, bất quá Kỳ Thanh Trần lòng tự tin cũng quá cường đại đi, lại còn nói đột phá phong đế cấp, phong đế cấp là dễ dàng như vậy đột phá sao? Kỳ Thanh Trần có như thế hào hùng, mà lại một cái nữ hài tử đều buông ra thận trọng, lấy dũng khí xuyên phá giấy cửa sổ, Giang giật làm sao sẽ còn tổn thương lòng của nàng. Hắn gật đầu nói ra, vô luận ngươi có thể hay không đột phá, ta đều đem ta tặng cho ngươi. Có thể hiến thân cho Thiên Hàn quân chủ đây là giang mỗ người vinh hạnh. chương 2010, Hậu Táng, kỳ quái, kỳ quái, tại bí cảnh bên trong tu luyện bế quan 5 ngày, giang giật cầm trong tay thần thụ diệp, lại là hồng mông thế giới cấp cao nhất bí cảnh bên trong tu luyện, cả mộ tốc độ nhanh đến dọa người. Đáng tiếc tìm hiểu 5 ngày, hắn thế mà không thu hoạch được gì, cái này lôi điện áo nghĩa liền là không cách nào đại viên mãn. Thật chẳng lẽ muốn hấp thu 5 loại thiên địa bản nguyên mới có thể đại viên mãn? Cửu Dương Thiên Đế để hắn đi tìm tất cả Thiên Địa Bản Nguyên, nói các loại chờ tụ tập 5 loại Thiên Địa Bản Nguyên có thể sẽ kinh nghỉ lớn chờ đợi hắn. Giờ phút này Cửu Dương Thiên Đế ngủ say, hắn hồn lực không nhiều, Giang Giật cũng không tốt đánh thức hắn, chỉ có thể quyền đương bản thân an ủi. Thiên Phượng Đại Đế không có truyền âm, cho thấy trên đường đi rất an toàn. Giang Giật buồn bực ngán ngẩm, chỉ có thể đi cảm ngộ bí cảnh bên trong áo nghĩa. Trong này rất nhiều nơi cũng có thể làm cho hắn có chỗ xúc động, hắn cảm ngộ hẳn là rất dễ dàng hắn thân thể bay lên mà đi, hướng cách đó không xa một cái lưu xa hố bay đi, bên kia có rất nhiều lưu xa, ngay tại chậm rãi di động, hình thành một cái vòng xoáy. Bình thường người như đi vào bên trong, đoán chừng sẽ bị lưu xa nuốt mất. Giang giật tại lưu xa trong hầm cảm nhận được một tia thiên vật, giờ phút này vô sự vừa vặn đem cái này áo nghĩa cảm mộ. Thêm một loại thần thông phòng thân luôn luôn tốt, không thể hoàn toàn ký thác lôi điện áo nghĩa bên trên. Đứng tại lưu xa hố trước, Giang giật nhìn ra ngoài một hồi có chút hiểu được, trong mắt của hắn chủ dần dần bắt đầu mông lung, sau đó dứt khoát nhắm mắt lại hướng phía trước đi đến. Một bước, hai bước, mười bước, Giang giật tiến vào lưu xa trong hầm, thân thể chậm rãi lâm vào lưu xa bên trong, từ từ chìm xuống, cuối cùng triệt để bị lưu xa bao trùm, biến mất tại bí cảnh bên trong. Chiến vô song lúc này vừa vặn tỉnh táo lại, chờ mắt nhìn xem Giang giật bị lưu xa thôn phệ. Không bằng hắn ngược lại là một điểm không lo lắng, bởi vì Giang giật trong tay có thiên châu, toàn bộ thiên đình đều có thể khống chế, trong này bất kỳ nguy hiểm nào đều không tổn thương được hắn. Lưu Sa tự nhiên không cách nào tổn thương Giang Giật, hắn mặc dù bị Lưu Sa bao phủ, nhưng Lưu Sa không cách nào tổn thương hắn. Hắn ở bên trong an nhàn ở lại, nhanh chóng lĩnh hội cái này Lưu Sa bên trong ẩn chứa áo nghĩa. Đáng tiếc, chỉ là tìm hiểu ba ngày, Giang Giật tự bị đánh gãy, thiên phượng đại đế thông qua cấm chế truyền âm tới, thiên đình. Bị minh tộc đại quân vây, bên ngoài một đám minh tộc đại quân ngay tại công kích thiên đình. Giang giật thần thức quét qua, đơn giản phát hiện tình huống bên ngoài. Hoàn toàn chính xác có một cái minh giới đại quân, bất qua số lượng cũng không phải là rất nhiều, chỉ có chừng 10 vạn, dẫn đội vẫn là mười mấy cái cao dai minh tướng, minh vương đô không có, đoán chừng là vận chuyển một loại nào đó tài liệu quý giá đi. Loại này cấp bậc chiến đấu, Giang giật đều không muốn tham dự, hắn nghĩ nghĩ trong tay thiên châu lấp lánh, thân thể biến mất tại lưu xa bên trong, ra thiên đình trong nội điện. Ông, cùng lúc đó, thiên đình quang mang đại thịnh, vô số gốc cây theo thiên đình bốn phương tám hướng ló ra, hướng bốn phía công kích minh tộc quấn quanh mà đi. Gốc cây tốc độ rất nhanh, cái này 10 vạn minh tộc chiến lực đều không cường đại, bị cuốn lấy sau đều không thể thoát khỏi, chỉ có thể bị kéo vào thiên đình bên trong. Gốc cây nhiều lắm, tốc độ quá nhanh, chỉ là thời gian một nén nhang thế mà bị kéo vào thiên đình hơn hai vạn minh tộc. Lui, một cái toàn thân đen nhánh thân người cao dài minh tướng rốt cuộc tỉnh ngộ lại, biết rõ gặp được xương cứng. Cái này quỷ thành chỉ bọn hắn công kích lâu như vậy, đều không có bất kỳ cái gì hư hao, dùng bọn hắn lực lượng khẳng định không cách nào đánh tan phía ngoài phòng ngự. Cái này cao giai minh tướng tỉnh ngộ quá đã muộn, thiên đình bắt đầu di động, hóa thành lưu quang hướng chạy trốn minh tộc đuổi theo. Gốc cây bay đầy trời bắn, đem từng cái minh tộc cuốn lấy trong nháy mắt ném vào thiên đình bên trong đi. 3 vạn, 5 vạn, 8 vạn, thiên đình tốc độ quá nhanh, những này minh tộc căn bản trốn không thoát, vẻn vẹn một canh giờ, 10 vạn minh tộc toàn bộ bị lôi kéo đi vào. Giang giật khống chế thiên đình tại phụ cận ngàn vạn dạm dạo qua một vòng, xác định không có minh tộc về sau, lúc này mới đối lấy thiên phượng đại đế nói ra, toàn bộ minh tộc bị ta ném vào tầng thứ hai đi, người đi đem toàn bộ cao giai minh tướng bắt được, trực tiếp siêu hồn dò xét thoáng cái địch tình. Mặt khác nhìn xem nhưng có minh tộc biết rõ, nơi đó có thiên địa bản nguyên. Được rồi, thiên đình tầng thứ hai là vô biên vô tận sa mạc, cái này 10 vạn minh tộc đi vào sợ là muốn ở bên trong vây quanh chết đi. Giang giật khống chế cấm chế đem thiên phượng đại đế truyền tống đi qua, hắn nghĩ nghĩ trên thân bạch quang lấp lánh ra bí cảnh bên trong, phủi tay nói chư vị, trước dừng lại tu luyện. Một chút không có tiến vào tầng sâu người tu luyện tỉnh táo lại, nhao nhao hướng giang giật bay tới. Chiến vô song vân phỉ tư đồ nhất tiếu hoàng phủ đào thiên tư đồ nhất niệm giang tiểu nô bọn người nhao nhao rộng tới hỏi thế nào. Bắt được một chút minh tộc, Giang giật liếc nhìn chúng nhân nói, các người gần nhất ở bên trong tu luyện, cảnh giới tăng lên rất nhanh, bất quá cảnh giới không có nghĩa là chiến lược. Cái này thiên đình tầng thứ hai có 10 vạn minh tộc, toàn bộ phân tán, ta tựu giao cho các ngươi đi dọn dẹp. Tốt, chiến vô song cùng Hoàng Phủ Đào Thiên đều là chiến đấu của nhân, sau khi phi thăng vẫn luôn là tu luyện một chút, đều không có có cơ hội tham gia chiến đấu. Có cơ hội chiến đấu mọi người nhất thời ma quyền sát trưởng, hưng phấn lên. Những này ngọc phù các ngươi cầm, Giang giật mỗi người phân phát một khối ngọc phù, sau đó trịnh trọng cùng bọn hắn nói ra, các ngươi lần này không phải đi lịch luyện, mà là sinh tử chiến đấu. Ta sẽ không quản các ngươi chết sống, ngọc phù này bóp nát sau có thể truyền tống rời đi, các ngươi tại tao ngộ nguy cơ sinh tử sau có thể bóp nát ngọc phù. Các ngươi đều là huynh đệ tỉ muội của ta bằng hiếu, ta không hy vọng các ngươi xảy ra chuyện, nhưng ta càng không hy vọng các ngươi biến thành nhà ấm bên trong đóa hoa. Không trải qua thảm liệt chiến đấu, vĩnh viễn không có khả năng trở thành cường giả, giống như các ngươi trong đó có người chết, ta sẽ chỉ đem hắn hậu táng. Giang giật lời nói phi thường vô tình, nhưng mọi người đều biết Giang giật là vì bọn hắn tốt, tất cả mọi người sắc mặt không đang thoải mái, mà là trở nên ngưng trọng lên. Không tiếp tục xem như lịch luyện, mà là xem như sinh tử chiến đấu. Giang giật thấy mọi người đều chuẩn bị xong, toàn bộ truyền tống đi qua, kỳ thanh trần từ đằng xa bay tới, hỏi, Giang giật, người tựu không sợ các nàng xảy ra chuyện. Làm sao không sợ, giang giật khẽ mỉm cười nói ta hội một mực chú ý bất quá không thể để cho các nàng biết rõ ta đang chăm chú nếu không các nàng sẽ không toàn lực ứng phó không cách nào kích phát tiềm năng ừm ngươi làm như vậy đối với kỳ thanh trần nhẹ gật đầu nàng rõ ràng nhất một cái võ giả muốn biến thành cường giả cần gì năm đó thiên hàn quân chủ tựu vô tình đưa nàng nhét vào từng cái bí cảnh bên trong để nàng nhiều lần suýt nữa chết đi khi đó nàng còn âm thầm ghi hận đã sớm minh ban ngày lạnh quân chủ khổ tâm người tiếp tục tu luyện đi ta đi xem một chút phượng tự hỏi cái gì không có giang giật vỗ vỗ kỳ thanh trần cánh tay cái sau ngọt ngào cười một tiếng tiếp tục trở về tu luyện giang giật về tới nội điện một bên vận dụng cấm chế quan sát tầng thứ hai tình huống một bên chờ đợi thiên phượng đại đế siêu hồn kết thúc tầng thứ hai cao giai minh tướng đều bị giang giật nhét vào một chỗ còn lại đều là một chút phổ thông minh tộc toàn bộ phân tán nhét vào tầng thứ hai giang tiểu nô chiến vô song vân phỉ bọn người chiến lực cũng không tệ rất nhanh liền tiến vào trạng thái, từng cái chém giết, Giang giật nhìn ra ngoài một hồi có chút giải sầu. Sau nửa canh giờ, thiên phượng đại đế trở về, mang về một cái để Giang giật lại là phấn chấn, vừa thấy thất vọng tin tức mặt phía bắc thiên tề giới phụ cận có 10 cái đại bí cảnh, trong đó có hai cái đại bí cảnh bên trong có thể đều có thiên địa bản nguyên. Bất quá một cái bí cảnh bên trong chỉ là hỏa chi nguyên, một cái khác vẫn còn không biết. Trường 2011, đừng đến tìm ta phiền phức. Không biết là cái quỷ gì, có liền là có, không có chính là không có, thế mà còn có một cái không biết. Giang giật chừng mắt, thiên phượng đại đế ngượng ngùng giải thích, bởi vì cái kia bí cảnh không ai dám đi vào, đã từng có một cái phong đế cấp minh vương tiến đi dò xét, sau khi ra ngoài nghiêm cấm bất luận cái gì minh tộc tiến vào. Mấy cái kia cao dài minh tướng không biết cái gì là thiên địa bản nguyên, sở dĩ hoài nghi là cùng có hỏa chi nguyên cái kia bí cảnh đồng dạng. Thiên tề giới, Giang giật nhẹ gật đầu, vung tay lên nói, vậy liền đi thiên tề giới, ta tiếp tục tu luyện, phượng tự ngươi khống chế thiên đình phi hành, có biến truyền âm cho ta. Giang giật về tới bí cảnh bên trong, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, một bên lĩnh hội lưu xa áo nghĩa, một bên giám thị tầng thứ hai tình huống. Tầng thứ hai giang tiểu nô bọn người ngược lại là rất an nhàn, mọi người tại bắt đầu ngắn ngủi bối rối về sau, đều ổn định trận cước, liên hợp lại cộng đồng tiến thối. Mọi người cảnh giới cũng không tệ, đều đạt đến thần đế, phong hào thần đế cảnh giới, đối phó một chút cấp thấp minh tộc tự nhiên không đáng kể, nhất là Giang Tiểu Nô sau khi biến thân càng là biêu hãn, nhẹ nhõm quét ngang một mảnh. Giang giật đem kia 10 vạn minh tộc đều phân tán, dạng này các nàng thanh lý sẽ không áp lực quá lớn, chỉ là thời gian hao phí lâu một chút. Chiến vô song từ đầu nhất tiếu hoàng phủ ngập trời đợi người tới địa giới về sau, một mực không có chiến đấu qua, liền là tại Giang giật phủ tiêu diệt toàn bộ một chút hỗn độn thú, còn chưa bao giờ cùng minh tộc chiến đấu. Lần này mặc dù hao phí thời gian dài, nhưng lần chiến đấu này về sau, Mọi người sức chiến đấu tuyệt đối có thể có rất mạnh tăng lên. Giang giật cảm mộ đây là thổ hệ áo nghĩa, phía trước cảm mộ 3 ngày đã nhập môn, đằng sau thôi diễn phải cần một khoảng thời gian. Nếu như là ở bên ngoài đoán chừng ít nhất phải mấy tháng, ở chỗ này tốc độ quá nhanh, mà lại có thần thụ diệp, đoán chừng nhiều nhất thôi diễn 10 ngày nửa tháng liền có thể đại thành. Thời gian trôi qua nhanh chóng, Thiên Phượng Đại Đế khống chế tốc độ phi hành, một khi dò xét đến có minh tộc sẽ lập tức lách qua đi. Sở dĩ đằng sau cái này mấy ngày một mực không có tao ngộ minh tộc, giang giật an nhàn tu luyện mấy ngày. Tầng thứ hai tiêu diệt toàn bộ vẫn còn tiếp tục, tầng thứ hai quá lớn, đây là giang giật đem bên trong huyễn trận triệt tiêu, nếu không giang tiểu nô chiến vô song các nàng có thể sẽ một mực tại bên trong vòng quanh. Ngày thứ tám, thiên đình mặc dù khống chế tốc độ, nhưng vẫn là thật nhanh, giờ phút này đến minh giới khống chế phạm vi thế lực. Phụ cận bí cảnh bên trong đều có minh tộc, hư không bên trong cũng có minh tộc trinh sát, Thiên phượng đại đế truyền âm cho giang giật, hỏi hắn làm sao bây giờ, như thế đại nhất tòa thành chỉ không có khả năng bị ẩn tàng, sớm muộn sẽ bị phát hiện. Xong vào, giang giật hạ một cái mệnh lệnh, chỉ cần minh đế không xuất hiện, minh cổ bọn người xuất hiện không quan trọng. Như minh cổ bọn người truy sát, rút lui trở về chính là, thiên đình trong thời gian ngắn dù sao công không phá được. Có giang giật mệnh lệnh, thiên phượng đại đế lực lượng tăng nhiều, khống chế thiên đình nginh ngang về phía tây bên cạnh bay đi, tao ngộ minh giới trinh sát hắn trực tiếp dùng thiên đình sống sờ sờ đâm chết. Hắn cũng không đi minh giới khống chế bí cảnh, tao ngộ đường vòng tiến lên, cứ như vậy đi về phía trước năm sáu ngày, rốt cuộc tao ngộ minh tộc đại quân. Đây là chân chính ý nghĩa bên trên đại quân, không phải trước kia loại kia vận chuyển tiểu đội, minh giới tới trăm vạn đại quân, dẫn đội vẫn là ba cái minh vương, bất quá cũng không phải là phong đế cấp minh vương thôi. Thiên phượng đại đế không dám tự tiện làm chủ, truyền âm cho Giang Giật. Ông, Giang Giật xuất hiện ra nội điện bên trong, hắn thần thức liếc nhìn một lát, gật đầu nói, xem ra hành tung của chúng ta bại lộ, đây là thiên tề giới minh tộc đại quân A à nơi này cách ly thiên tề giới vẫn còn rất xa. Hai ba ngày lộ trình đi, thiên phượng đại đế đánh giá một chút, sau đó dò hỏi, công tử, cái này trăm vạn đại quân làm sao bây giờ nếu không ta ra ngoài đánh giết bọn hắn dẫn đội minh vương, trực tiếp dọa lùi tính toán. Dọa lùi, còn cần ngươi xuất thủ, Giang giật mỉm cười, trực tiếp ngưng tụ một cái hư ảnh tại thiên đình phía trên, nhìn qua bốn phía đoàn đoàn bao vây minh tộc đại quân quát khẽ nói, ta là giang giật, không muốn chết, toàn bộ lăn đi. Giang giật hỏa ma giang giật, dẫn đội ba cái minh vương là hoàng tộc toàn bộ đôi mắt một khóa, mặc dù bọn hắn chưa từng gặp qua giang giật. Nhưng giang giật đại danh lại truyền khắp minh giới, truyền khắp mỗi một cái thành chỉ cùng mỗi một cái chủng tộc. Lúc đầu ba cái minh vương đang chuẩn bị hạ lệnh công kích, giờ phút này trần chờ bất định, nhưng lại không chịu thối lui. Giang giật đợi một hồi nổi giận, hư ảnh biến mất thiên đình hóa thành hồng quang bắn thẳng đến ba cái minh vương. Công kích, ba cái minh vương cắn răng quát khẽ, trăm vạn minh tộc tề động, phóng thích các loại công kích các loại thần thông, đầy trời minh khí bay vụt mà tới. Chỉ là thiên đình phòng ngự quá mạnh, trăm vạn đại quân công kích nện ở thiên đình phía trên, chỉ là để thiên đình phía ngoài thất thải vòng bảo hộ có chút sóng gió nổi lên, tựa như một viên hòn đá nhỏ đánh vào trên hồ, đều không có gây nên gợn sóng quá lớn. Hưu, thiên đình lóe lên đã ra ba cái minh vương trước mặt, vô số cổ xưa đằng phi bắn mà đến, hướng ba cái minh vương quấn đi. Cái này ba cái minh vương phản ứng rất nhanh, nhao nhao đánh ra công kích, lấy ra binh khí, một bên công kích gốc cây một bên lui lại. Vấn đề là bọn hắn có thể thối lui đến đi đâu. Tốc độ của bọn hắn cùng thiên đình so sánh tranh lệch quá xa, ba cái minh vương bị hung hăng đụng bay. Không chờ bọn hắn kịp phản ứng, thiên đình lại đụng vào, gốc cây lần nữa cuốn lấy ba người. Mà lại lúc này một gốc thất thải gốc cây xuất hiện, trong nháy mắt cuốn lấy một cái minh vương, cái kia minh vương trên người sinh mệnh chi lực lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bị hấp thu. Đây, đây là thứ đồ gì? Cái này minh vương dọa đến la hoảng lên, mắt thấy của mình sinh mệnh lực nhanh chóng sói mòn, hắn điên cuồng dơ lên trong tay chiến đao đối thất thải gốc cây đánh xuống. Nhưng thất thải gốc cây phi thường cứng rắn, căn bản chém không đứt, bốn phía còn lại gốc cây quấn tới, đem hắn bao thành thịt bánh trưng, hắn thoáng cái tựu không động được. Ông! Các loại chờ cái này Minh Vương sinh mệnh lực sói mòn quá nhiều không cách nào phản kháng, Giang Giật đem hắn cưỡng ép truyền tống vào đến, Thiên Đình đối mặt khác hai cái Minh Vương phóng đi. Rút lui, mau bỏ đi, kia hai cái Minh Vương dọa sợ, Giang Giật cái này còn không có lộ diện, liền có thể nhẹ nhóm cầm xuống một cái Minh Vương. Trăm vạn đại quân công kích mấy vòng, Thiên Đình đều không có bất kỳ cái gì bị phá ra dấu hiệu, bọn hắn tự nhiên không dám tiếp tục công kích. Hưu, Giang Giật cũng không có bỏ qua ý tứ, tiếp tục khống chế Thiên Đình bay đi, đem hai cái minh vương sống sờ sờ đụng bay ra ngoài vạn trường. Tiếp lấy lập lại chiêu cố dùng sinh mệnh chi đằng cùng gốc cây cuốn lấy một cái minh vương, chờ sinh mệnh chi lực hấp thu không sai biệt lắm, trực tiếp kéo vào thiên đình bên trong. Còn lại một cái minh vương điên cuồng bỏ trốn, giang giật khống chế thiên đình nhẹ nhõm đến phía trước hắn, bất quá cũng không có bắt lấy hắn, mà là truyền lời ra nói, giúp ta chuyển cáo minh cổ, ta lần này tới các người minh giới, chỉ là tìm kiếm một chút thiên tài địa bảo, sẽ không tiến công bất luận cái gì giới diện để hắn đừng tìm ta phiền phức nếu không ta huyên náo các người minh giới long trời lở đất cút đi còn lại cái kia minh vương như lâm đại xã mang theo trăm vạn minh tộc điên cuồng bỏ trốn mà đi bên trong giang giật đối thiên phượng đại đế khoát tay áo nói đem kia hai cái minh vương siêu hồn dò xét thoáng cái địch tình xác định thoáng cái kia hai cái bí cảnh bên trong tình huống công tử thiên phượng đại đế không có lập tức đi siêu hồn mà là nhíu mày hỏi người dạng này quang minh chính đại bại lộ thân phận không sợ minh đế tìm ngươi phiền phức Ha ha, Giang giật không có giải thích cửu dương thiên đế suy đoán minh đế chuyển thế tại nhân tộc trên người sự tình, nhếch miệng cười nói, kỳ thật ta truyền lời chính là cho minh đế, mà không phải minh cổ. Minh cổ bọn người không phá được thiên đình, không đủ gây sợ. Ta chính là muốn nói cho minh đế, ta cũng không có quy mô tiến công minh tộc giới diện ý tứ, để hắn khác đừng không có việc gì tới tìm ta phiền phức. Trường 2012, Thanh Tràng, tại Giang Giật bắt được hai cái minh vương về sau, phía sau lữ trình lạ thường ngoài ý muốn bình tĩnh. Không có bất kỳ cái gì minh tộc đại quân tới công kích, bất quá trên đường đi minh tộc trinh sát ngược lại là nhiều mấy chục lần, khắp nơi đều là trinh sát, giang giật hành tung một mực bị minh tộc khóa chặt. Giang giật để thiên phượng đại đế đừng đi quản, chỉ cần không có minh tộc đại quân công kích, những cái kia trinh sát bỏ mặc không quan tâm, dù sao lớn như vậy một tòa thiên đình nghĩ ẩn tàng hành tung cũng không có khả năng. Giang giật tiếp tục tu luyện, lưu xa áo nghĩa sẽ đại thành, cái này áo nghĩa là phòng ngự áo nghĩa, Giang giật rất thích. Các loại chờ cảm ngộ sau khi thành công có thể hấp thu thổ nguyên tố hình thành một cái lưu sa lá chắn, thiên lực hùng hậu lời nói, cái này lưu sa lá chắn lực phòng ngự nhưng so sánh hồng mông linh bảo. Trong khoảng thời gian này, Giang giật bắt đầu luyện hóa hai kiện hồng mông linh bảo, một kiện là phòng ngự chiến giáp, gọi thiên minh giáp, một kiện là thiên minh kiếm, là một bộ nguyên bộ binh khí chiến giáp. Hỏa long kiếm không còn, ban đầu thiên phong giáp cũng bị hủy. Giang giật muốn hấp thu thiên địa bản nguyên, không có khả năng một mực tại thiên đình bên trong, tự nhiên muốn luyện hóa một kiện chiến giáp cùng binh khí phòng ngự công kích. Thiên đình bên trong hồng mông linh bảo có 89 chín kiện, đạo thiên linh bảo có mấy chục kiện, đều là lịch đại thiên đế cất giữ. Đáng tiếc giang tiểu nô các nàng chiến lược quá yếu, cho các nàng cũng là lãng phí. Luyện hóa cái này binh khí chiến giáp ngược lại là nhanh, còn không có đến thiên tề giới phụ cận tự luyện hóa. Tầng thứ hai bên trong minh tộc bị thanh lý đến không sai biệt lắm, Giang giật đem toàn bộ người đều truyền tống về đến, để các nàng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, tiếp tục tu luyện. Lưu Sa áo nghĩa còn không có triệt để đại thành, thiên tề giới đã đến. Giang giật không có xuất quan, để thiên phượng đại đế khống chế thiên đình lơ lửng tại thiên tề giới ngoại, cứ như vậy lẳng lặng đứng sừng sững lấy, để thiên tề giới ngoại mặt minh tộc trinh sát toàn bộ khẩn trương không thôi. Ba ngày sau đó, Giang giật thân thể theo lưu Sa bên trong nổ bắn ra mà ra, trên thân tia sáng màu vàng lấp lánh, vô số thổ nguyên tố bị hấp thu, ở bên ngoài cơ thể hắn hình thành một cái màu vàng đất vòng bảo hộ. Cái này vòng bảo hộ cũng không phải là chết, mà là vô số lưu sa đang nhanh chóng di chuyển, nếu có người công kích, lưu sa sẽ đem đại bộ phận lực công kích chuyển di ra ngoài, để cho địch nhân công kích không cách nào hoàn toàn đánh chúng giang giật, đây chính là lưu sa áo nghĩa chân lý. Giang giật thần thức tại bí cảnh bên trong quét qua, phát hiện tất cả mọi người đang bế quan tu luyện, trên người hắn lóe lên ra nội điện, hỏi ý kiến vấn thiên phượng đại đế nói, nhưng có tình huống rất bình tĩnh, thiên phượng đại đế bẩm báo nói, tại thiên tề giới ngoại ngừng ba ngày, không có một cái minh tộc đại quân ra, quá an tĩnh. Đừng để ý tới hắn, đi bí cảnh, đi trước cái kia có hỏa chi nguyên bí cảnh. Giang giật phung tay lên, thiên phượng đại đế khống chế thiên đình phi hành, giang giật nghĩ nghĩ lại nói ra, đi phụ cận tìm mấy cái trinh sát, ta bắt mấy cái vào đây, người siêu hồn dò xét thoáng cái thiên tề giới tình huống, nhìn xem minh cổ bọn người phải trăng truyền tống đến đây. Tốt, Thiên Phượng Đại Đế khống chế Thiên Đình thẳng tắp hướng xa xa một cái tiểu bí cảnh phóng đi, cái kia bí cảnh quá nhỏ, đều không có hồng mông cương khí, Thiên Đình ầm vang đâm vào bí cảnh bên trên, gây nên bí cảnh hơi chấn động một chút. Xuy suy, gốc cây xuất hiện, bí cảnh bên trong ẩn núp mười mấy cái trinh sát toàn bộ bị cuốn lấy, bắt bỏ vào Thiên Đình bên trong, Thiên Đình xoay tròn một vòng, hóa thành lưu quang hướng bắc mới bay đi. Siêu hồn kết quả rất mau ra tới, bất quá những này cấp thấp trinh sát biết đến rất ít thiên tề giới ngược lại là như lâm đại địch, toàn bộ giới nghiêm, nhất là thiên tề thành bên ngoài đại quân tụ tập, tất cả minh vương đô hội tụ tại thiên tề thành bên trong. Còn minh cổ bọn người phải chăng truyền tống tới, những này cấp thấp trinh sát lại là không biết. Đi bí cảnh, Giang giật nghĩ nghĩ, không đi quản, dù sao hấp thu hỏa chi nguyên cũng nhanh, hắn tùy thời cũng có thể tiến vào thiên đình bên trong, trừ phi minh đế đến, nếu không bằng vào minh cổ bọn hắn là không giết được hắn. Thiên đình phi hành nửa ngày thời gian, đã tới cái kia có được hỏa chi nguyên bí cảnh cái này bí cảnh thật lớn bên ngoài còn có hồng mông cương khí giang dật vây quanh bí cảnh chuyển vài vòng đem phụ cận trinh sát toàn bộ xử lý sau đó đem thiên phượng đại đế nhét vào phụ cận một cái tiểu bí cảnh bên trong hắn cần một người ở bên ngoài cho hắn đề phòng thiên phượng đại đế là lựa chọn tốt nhất dù sao cũng là phong đế cấp cường giả coi như bị phát hiện cũng có cơ hội trốn vào bí cảnh bên trong tìm hắn lui một vạn bước nói coi như thiên phượng đại đế bị bắt hắn cũng không lo lắng hắn có thể đại náo thiên tề giới, dùng thiên tề giới tất cả minh tộc tính mệnh an toàn uy hiếp minh cổ thả người. Thiên phượng đại đế rất u oán, không bằng hắn cũng không dám nói cái gì, hắn hiểu được giang giật xảy ra chuyện, hắn lập tức sẽ chết, chỉ cần giang giật không có chuyện, hắn coi như xảy ra chuyện cũng không có trở ngại. Giang giật một người người mặc màu đen bá khí thiên minh giáp, cầm một cái màu đen bá khí trường kiếm theo thiên đình thoáng hiện, thu hồi thiên đình sau đâm xuyên tiến vào bí cảnh bên trong. Vừa tiến vào bí cảnh, hắn trong nháy mắt thả ra thiên đình truyền tống vào đi, thần thức bốn phía lướt nhìn. Cái này bí cảnh quả nhiên rất lớn, bên trong cũng có một loại kỳ lạ minh tộc, là ba chân thú thân quái thú, phía sau còn có vũ rực. Rất nhiều minh tộc dò xét đến thiên đình xuất hiện, phía dưới đếm không hết ba chân thú thân quái thú bay đi lên, minh tộc ngưng tụ ra một sợi trường mâu đối thiên đình phóng tới. Hiu, thiên đình xoay tròn mà xuống, trực tiếp đem dưới mới bay đi lên minh tộc trấn áp xuống dưới, sau đó vô số thụ yêu liên tục không ngừng xuất hiện, bắt đầu rảo sát những này ba chân thú thân quái thú. Ba chân thú thân quái nhìn dọa người, trên mặt đều là lông, trong ánh mắt đều là tà ác chi quang, chiến lực kỳ thật cũng không mạnh mẽ. Thủ yêu chiến lực nhưng so sánh ngụy đế cấp, mà lại căn bản không sợ minh khí, những này minh tộc lại thế nào là thủ yêu đối thủ. Toàn bộ rảo sát, giang giật muốn hấp thu bí cảnh bên trong hỏa chi nguyên, tự nhiên không thể để cho bí cảnh bên trong minh tộc quấy dày hắn, tiết ra ngoài tin tức. Hắn liên tục không ngừng thả ra thụ yêu, khống chế hướng bốn phương tám hướng quấn giết tới. Bí cảnh bên trong minh tộc rất nhiều, nhưng thuộc yêu thế nhưng là có hơn trăm vạn, minh tộc căn bản không phải một cái cấp bậc đối thủ, từng mảnh từng mảnh bị thụ yêu xé rách thành mảnh vỡ. Giang giật khống chế thiên đình tại bí cảnh phía trên phi hành, phàm là có đào tẩu minh tộc toàn bộ dùng gốc cây cuốn lấy ném vào thiên đình tầng thứ nhất, để thạch đầu khôi lỗi đập chết. Bí cảnh nhìn rất lớn, nhưng ở trăm vạn thụ yêu sau khi phân tán tựu trở nên rất nhỏ. Bên trong minh tộc đoán chừng có mấy trăm vạn, chỉ là mấy canh giờ, toàn bộ minh tộc bị rào sát, còn lại cũng bị giang giật kéo vào thiên đình bên trong rào sát. Do xét mấy lần, xác định không có minh tộc về sau, giang giật đi bí cảnh đông bắc bên cạnh một cái trong vực sâu. Dưới vực sâu quả nhiên có hỏa chi nguyên, phụ cận vạn lý một phiến đất hoang vu, nhiệt độ phi thường cao. Bên ngoài có thiên phượng đại đế, giang giật rất yên tâm, thu thiên đình lưu lại mấy vạn thụ yêu tại trên vực sâu, thân thể bay vào dưới vực sâu. Hỏa chi nguyên Nhìn qua dưới vực sâu từng đoàn từng đoàn hỏa diễm, nhìn qua trong ngọn lửa có kỳ dị phù văn, giang giật đôi mắt nóng rực lên. Hỏa chi nguyên thế nhưng là đồ tốt, càng nhiều càng tốt, ác ma thâm uyên dưới hỏa chi nguyên đã toàn bộ bị hắn thu, giống như tiêu hao hết, si hồng nhưng là không còn hỏa chi nguyên hấp thu. Thu, giang giật bay vụt tiến vào hỏa chi nguyên ở giữa, vận chuyển lôi sinh hỏa áo nghĩa, những cái kia hỏa chi nguyên 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 không ngừng hướng trong thân thể của hắn bay đi, nhanh chóng bị hắn hút vào thứ chín khỏa tinh thần bên trong. TT đúng lúc này, hỏa chi nguyên dưới đáy chuyển đến một đạo tiếng gào thét, tiếp lấy một cỗ khí tức cường đại theo dưới đáy chuyển đến. Giang giật thần thức quét qua có chút kinh ngạc, lửa này chi nguyên bên trong thế mà ra đời một cái hỗn độn thú. chương 2013, hồn phi phách tán. Có thể tại thiên địa bản nguyên bên trong đản sinh hỗn độn thú đều là thiên địa kỳ thú, năm đó si hồng liền là tại hỏa chi nguyên bên trong đản sinh, nhưng phía sau tu luyện thật lâu, thực lực càng ngày càng mạnh. Đây là một đầu hỏa xa phần lưng có hai cánh, còn có tứ chi, còn lại ngược lại là cùng xà không nhiều đại khu đừng. Nó hẳn là một mực tại dưới đáy ngủ say, giang giật vốn cho rằng hỏa chi nguyên bên trong không có cái gì, tự không có dò xét, hấp thu hỏa chi nguyên lúc này mới kinh động đến cái này hỗn độn thú. Nhân loại, lăn đi, nơi này là bản tôn địa bàn, không đi, chết. Hỏa xà thế mà có thể miệng nói tiếng người, bất quá nó hiển nhiên biết rõ giang giật không dễ chọc, cũng không có mạo muội tiến công, trên người khí thức cuồng bạo ngược lại là càng lúc càng nồng nặc giang giật làm sao có thể thối lui hỏa tri nguyên đây chính là càng nhiều càng tốt đồ tốt hắn khẽ mỉm cười nói tiểu hỏa xa khuyên ngươi chớ chọc ta tiếp tục trở về ngủ ngươi cảm giác nếu không ta nhẹ nhõm có thể lột da của ngươi ra tin hay không hỏa Sa nổi giận trong đôi mắt hàn quang lấp lánh không nói nữa đối giang giật nổ bắn ra mà đến miệng rộng bên trong xanh đỏ hỏa diễm trực phún đem giang giật bao phủ đi vào nó tựa hồ quên đi một sự kiện hỏa tri nguyên là trên đời này bá đạo nhất hỏa diễm đã giang giật đều có thể hấp thu, kia bất luận cái gì hỏa diễm đối giang giật đều không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Hỏa xà phun ra một đoàn màu đỏ xanh hỏa diễm về sau, cũng phát hiện vấn đề, chỉ có thể gầm thét dương nhanh múa vuốt đối giang giật vào tới, một đôi lóng lánh màu đỏ xanh lợi chảo mang theo hách hách tiếng gió cùng trận trận không gian chấn động đối giang giật đầu vào đầu vồ xuống. Hư hừ, hừ, giang giật có thể cảm thụ được lửa này xa lực công kích, huyền hoàng chi lực vận chuyển, hắn ngạo nghễ không sợ đối móng vuốt đập ầm ầm đi. Ầm, um, Giang Giật thân thể run lên, lui ra phía sau một trường, trái lại đầu kia hỏa xà lại lăn lộn ra ngoài, một mực bị đập bay ngàn trượng khoảng cách, lực lượng tranh lệch liếc qua thấy ngay. TT tê tê, nhìn thấy Giang Giật tiếp tục hấp thu hỏa chi nguyên, hỏa xà nổi giận lần lượt vào tới, nhưng lại bị Giang Giật lần lượt đánh bay ra ngoài. Giang Giật cũng không muốn giết chết đầu này tiểu hỏa xà, bằng không hắn như vận dụng dung hợp huyền hoàng chi lực, một quyền liền có thể đập chết đầu này tiểu hỏa xà. Nơi này hỏa chi nguyên thật nhiều không thể so với ác ma thâm nguyên thiếu, giang giật hấp thu rất nhanh, tiểu hỏa xà càng gấp hơn. Lửa này chi nguyên thế nhưng là nó nguồn năng lượng cùng chỗ an thân, giống như toàn bộ bị giang giật hấp thu, về sau nó liền không còn có có thể tiến hóa. Chỉ là nó căn bản không phải giang giật đối thủ, mặc cho nó làm sao bắt cuồng, làm sao công kích, giang giật nhẹ nhõm một quyền liền có thể đập bay, thản nhiên tại hỏa chi nguyên bên trong du tẩu, nhanh chóng hấp thu. Nửa canh giờ, một canh giờ, Giang giật chủ động ý thức dưới hấp thu hỏa chi nguyên, so lần thứ nhất nhanh mấy lần, dưới vực sâu hỏa chi nguyên thoáng cái liền thiếu đi một nửa, hỏa xà sắp điên, càng thêm điên cuồng công kích. Lan đi, nếu không giết chết ngươi. Giang giật kiên nhẫn bị mài đến không sai biệt lắm, ánh mắt lộ ra sát cơ, chuẩn bị vận dụng dung hợp huyền hoàng chi lực, một quyền oanh sát. Buông tha hắn đi, cũng coi là chúng ta hỏa long nhất mạch. Si hồng lúc này đột nhiên truyền âm ra, giang giật sát khí trên người một yếu, không hề động sát chiêu bất quá đầu kia tiểu hỏa xa còn tại điên cuồng công kích tới giang giật hơi không kiên nhẫn truyền âm đi vào nói ngươi ra hù dọa một chút nó suy suy giang giật trong thân thể hồng quang vừa hiệt si hồng ngưng tụ ra bản thể đối tiểu hỏa xa quát khẽ nói tốt ngươi không phải là đối thủ của hắn như thế dây dưa không có ý nghĩa thối lui đi si hồng khí tức trên thân quá cuồng bạo thoáng cái kinh hãi tiểu hỏa xa đê dai sinh vật đối với cao giai sinh vật bản năng tự có e ngại tiểu hỏa xa không dám động mở to hai mắt nhìn qua si hồng hỏi ngươi thế nhưng là trong truyền thuyết si hồng đại nhân hừ tính ngươi có chút kiến thức si hồng nhàn nhạt hừ một cái tiểu hỏa xà thoáng cái đôi mắt phát sáng nằm sấp trên mặt đất cung kính tới cực điểm lần nữa hét lớn tham kiến tổ long tổ long ta là thanh giao nhất mạch a à nha si hồng cũng không có quá để ý dù sao hắn là hồng mông đệ nhất thế giới đầu đản sinh hỏa long đằng sau ra đời rất nhiều long hệ linh thú hắn một mực được tôn sùng là tổ long tiếp nhận vạn tộc triều bái tổ long tiểu hỏa xa có chút u oán nhìn qua giang giật nói cái này thần hỏa đối với ta cực kỳ trọng yếu mời tổ long ngăn cản cái này nhân tộc nếu không ta không chỗ có thể đi a à. si hồng nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua tiểu hỏa xa lạnh lùng nói ra về sau ngươi liền theo hắn đi có hắn từ lúc nào đều có thần hỏa những này thần hỏa hắn nhất định phải lấy đi tốt à, si hồng có lệnh tăng thêm không có hỏa chi nguyên đầu này tiểu hỏa xa căn bản là không có cách tiến hóa nó chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ. Giang giật ngược lại là không quan trọng, đầu này tiểu hỏa xà phun ra ngoài hỏa diễm hắn không e ngại, cái khác ngụy đế cấp đoán chừng chịu không được, đầu này tiểu hỏa xà tổng hợp chiến lực cũng có thể so ngụy đế cấp, thu nó cũng không tính vương víu. Giang giật lấy ra thiên châu, lạnh giọng nói ra, khác đừng kháng cự, còn có về sau nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta, nếu không giết chết bất luận tội. Tiểu hỏa xà u oán nhìn một cái si hồng, gặp si hồng không có bất kỳ cái gì phản ứng, chỉ có thể buồn khổ nhẹ gật đầu. Giang giật đem tiểu hỏa xà thu nhập tầng thứ ba một cái trong hạp cốc, tiện tay rời đi mấy trăm đoàn hỏa chi nguyên đi vào, để đầu này tiểu hỏa xà tại trong hạp cốc ở lại khác đừng đi loạn. Tiểu hỏa xà chỉ cần có hỏa chi nguyên, tại kia ở lại đều như thế, rất nhanh an tâm tại trong hạp cốc ở lại. Giang giật tiếp tục hấp thu hỏa chi nguyên, tại một canh giờ sau đem tất cả hỏa chi nguyên hấp thu xong tất. Đi, Giang giật phung tay lên, si hồng hóa thành hư ảnh tiến vào hắn thứ 9 khỏa tinh thần bên trong, Giang giật cũng phi thân mà lên, thu hồi thụ yêu xông ra bí cảnh bên trong. Bên ngoài rất hiên tĩnh, minh tộc cũng không có tập kết đại quân tiến công, Giang giật lấy ra thiên đình về sau, hướng thiên phượng đại đế vị trí bay đi, tìm được thiên phượng đại đế đem hắn truyền tống vào tới. Đi tới một cái bí cảnh, Giang giật đem thiên đình quyền khống chế giao cho thiên phượng đại đế, cái sau lại nghi ngờ hỏi, công tử, cái kia bí cảnh bên trong cụ thể có cái gì, cũng không có dò xét ra. Nếu không, bắt ta minh tộc, người đem bọn hắn thu làm hồn nô, ném vào giò xét thoáng cái. Không cần, Giang giật khoát tay áo nói, minh tộc đối với mình đế tín ngưỡng 10 phần cuồng nhiệt, luyện hóa thành hồn nô rất phiền phức, trực tiếp đi bí cảnh bên ngoài giò xét đi. Tốt, thiên phượng đại đế khống chế thiên đình nhanh chóng phi hành, bên kia bí cảnh khoảng cách cũng không xa, chỉ là phi hành đại nửa ngày sau tựu đã tới bí cảnh bên ngoài. Giang giật để thiên đình đứng tại bí cảnh bên ngoài, để si hồng đi dò xét. Si hồng thần thức không thể so với cửu dương thiên đế tranh lệch quá nhiều, hẳn là có thể so sánh thanh đế, có thể nhẹ nhõm thò vào hồng mông cương khí bên trong giò xét tra lý mặt tình huống. Suy suy, si hồng hóa thành một đạo lưu quang bay ra thiên đình, tới gần hồng mông cương khí, nó dò xét thời gian một nén nhang bay vào thiên đình, ra nội điện. Rất nguy hiểm, si hồng sắc mặt ngưng trọng nói ra, bên trong có thổ chi nguyên cùng thủy chi nguyên, điểm này có thể xác định. Bất quá trong này còn có một loại kỳ dị phong, phi thường khủng bố, trong gió còn có một loại ẩn hình tiểu côn trùng, cụ thể uy lực không rõ ràng bất quá ta có một cái trực giác nếu như ta đi vào rất có thể hội hồn phi phách tán cái gì giang giật hãi nhiên si hồng thế nhưng là hồn thể phong làm sao có thể tổn thương đến hắn côn trùng cũng không có khả năng thổ chi nguyên cùng thủy chi nguyên càng không khả năng tổn thương a à. si hồng lắc lắc kia to lớn long đầu không xác định nói ra cụ thể ta cũng không rõ ràng liền là cảm giác vô cùng nguy hiểm tiểu tử như nếu có thể người vẫn là chớ đi vào chương 2014, không vào hang cọp. Thiên tề giới, thiên tề thành, trong thành cùng giới diện khác thành chỉ đồng dạng, có thể so với nhân tộc đại thành, bên trong không chỉ có không có nửa điểm minh khí, còn cùng nhân tộc đại thành đồng dạng sạch sẽ xinh đẹp. Rất nhiều hoàng tộc ngồi chiến xa nhàn nhã trong thành hành tẩu, còn có tử quán, thanh lâu, nghệ quán, cùng nhân tộc thành chỉ cũng không có khác biệt. Thành nội lớn nhất tòa thành bên trong, 10 cái minh vương tề tụ một đường, giống như giang giật ở nơi này, nhất định có thể nhận ra rất nhiều minh vương, minh cổ cùng minh địch các loại chờ minh tộc cường giả trí tôn liền tại bên trong. Minh cổ vẫn là như cũ, trên mặt trên da có đầu đầu màu đen hình xăm, lúc nói chuyện trên mặt vằn đen biết vặn vẹo, thoạt nhìn như là từng đầu giữ tợn tiểu xa. Giang giật tới thiên tề giới phụ cận, minh cổ làm sao có thể không đến vị này sát tinh nếu bọn họ không được lời nói, bằng vào phổ thông minh vương là đối kháng không được hắn. Giống như Giang Giật chỉ là nhân tộc phổ thông phong đế cấp, Minh Cổ không có chút nào lo lắng nhưng giang giật có được rất nhiều quần công thần thông, tỷ như thần âm thiên kỹ, tỷ như hỏa chi nguyên băng chi nguyên, bọn hắn còn từ phía trên hồng giới nhận được tin tức, giang giật có được trăm vạn kinh khủng thụ yêu. Giống như giang giật giết vào thiên tề giới, bọn hắn lại không có ở đây, thiên tề giới bị giang giật một người liền có thể hủy diệt. Kia trăm vạn thụ yêu có thể nhẹ nhóm quét ngang thiên tề giới tất cả thành trì, tất cả minh tộc. Sở dĩ minh cổ nhóm cường giả lạng yên truyền tống mà đến, không nói diệt sát giang giật, chỉ ít có thể làm cho Giang giật không dám vào đến loạn giết. Hưu, bên ngoài một cái minh vương phi vào, cùng minh cổ bọn người bẩm báo một phen, toàn bộ minh vương rất là kinh ngạc. Giang giật thế mà đi luân minh bí cảnh, minh cổ trên mặt phần đen uốn éo, hắn nghĩ nghĩ nói ra, xem ra lần này hắn đến minh giới hoàn toàn chính xác không phải tiến công đại giới mặt, mà là vì tìm kiếm thiên địa bản nguyên. Hắn cây đuốc cách bí cảnh hỏa chi nguyên hấp thu, trực tiếp đi luân minh bí cảnh, hẳn là theo chúng ta tộc nhân trong miệng biết được luân minh bí cảnh bên trong có thiên địa bản nguyên. Minh địch bọn người cường giả thở dài một hơi, một vị tóc dài dáng dấp rủ xuống đất minh vương đột nhiên con mắt quang mang lóe lên, khen, giang giật thế mà muốn vào luân minh bí cảnh bên trong chỗ kia hắn đi vào sợ là ra không được đi. Đúng vậy a, à, minh địch cũng hai mắt sáng lên nói, nơi này ta đi vào qua, kém chút không ra được, chỗ kia trọng lực cùng quỷ phong thái kinh khủng. Bất quá, minh địch nghĩ nghĩ nói ra, do xét tình huống, Sang giật tại Luân Minh bí cảnh bên ngoài dừng lại, đoán chừng hắn cũng dò xét đến nguy hiểm, không dám tiến vào A. Không dám gần, chúng ta liền nghĩ biện pháp để hắn đi vào. Minh cổ cười lạnh một tiếng, đột nhiên quát lớn, Minh Luân, người đi lập một chút cố sự lưu truyền ra đi, không lưu ngân dấu vết truyền cho trinh sát quân đội, lại đem những này trinh sát phóng đi Luân hồi bí cảnh phụ cận. Ý tứ liền là Luân hồi bí cảnh phi thường khủng bố, liền nói năm đó có một vị trí tôn Minh vương tiến đi đều bị chém giết minh đế tự mình đi vào cũng thiếu chút vẫn lạc dù sao càng khen tấm càng tốt ách à, ở đây minh vương không hiểu minh cổ không phải nghĩ biện pháp để giang giật đi vào sao làm sao khiến cái này trinh sát truyền ra như vậy giang giật như cầm xuống trinh sát khảo vấn không phải càng thêm không dám tiến vào sao khích tướng minh địch màu đỏ sậm con ngươi lấp lóe nhẹ gật đầu khen cổ xưa tôn kế này rất tốt giang giật giờ khác này ở bên ngoài bồi hồi không dám tiến vào cũng không chịu rời đi dạng này một truyền ngược lại gây nên lòng hiếu kỳ của hắn nói không chừng hắn tự thật tiến vào minh cổ trên mặt giếng nước yên tĩnh hắn nghĩ nghĩ lần nữa nói ra mặt khác triệu tập một chút quân đội theo một phương hướng khác đi vào bí cảnh bên trong trở ra toàn bộ tự bảo không nên để lại hạ bất luận cái gì vết tích còn có minh cổ dừng một chút đột nhiên truyền âm bí mật bàn giao một phen mấy cái minh vương đôi mắt hẳn quang bốn phía thình lình đứng dậy hướng ra phía ngoài nhanh chân đi đi hừ minh cổ mấy cái minh vương xuống dưới về sau đôi mắt trở nên lạnh, trên mặt phần đen uốn éo, trầm giọng nói, giang giật, lần này ngươi tốt nhất đừng đi vào, nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn trầm luân ở bên trong. Chính như minh tộc dò xét đồng dạng, giang giật hoàn toàn chính xác rất xoắn suýt, đi cũng không được, tiến cũng không được. Si hồng thần thức không thể so với cửu dương thiên đế yếu quá nhiều, hiện si hồng đều dò xét một lần, cửu dương thiên đế dò xét không dò xét đã không có ý nghĩa. Rất kỳ quái chính là, Si Hồng dò xét không đến cụ thể nguy hiểm đến từ chỗ nào liền là cảm giác rất khủng bố, mà hắn cảm ứng được bên trong có thổ chi nguyên cùng thủy chi nguyên, đây đối với Giang giật tới nói tựu vô cùng trọng yếu. Hắn hấp thu băng chi nguyên, vấn đề là băng chi nguyên cùng thủy chi nguyên vạn nhất khác biệt rất lớn đâu thiên địa bản nguyên thứ này phi thường thưa thớt, bỏ qua nơi này, có lẽ tìm khắp nơi minh giới cũng tìm không thấy thổ chi nguyên cùng thủy chi nguyên. Giang giật trần chờ 10 cái canh giờ, cuối cùng vẫn quyết định thử trước một chút, nhìn xem tình huống, rồi quyết định có vào hay không đi muốn thử khẳng định không thể tự kiềm chế đi thử cũng không thể để thiên phượng đại đế đi thử chỉ có thể tìm minh tộc trinh sát đi thử thiên đình bên trong minh tộc đều bị giết những cái kia minh vương bị siêu hồn qua đi trực tiếp linh hồn hỏng mất giang giật chỉ có thể khống chế thiên đình tại phụ cận vòng quanh tìm kiếm minh tộc trinh sát a à, phi hành một lát si hồng đột nhiên truyền âm ra nói giang giật bên kia có minh tộc đại quân bất quá giống như cũng không là nhằm vào ngươi đuổi theo giang giật nghĩ, nghĩ có chút hiếu kỳ những này minh tộc đi cái nào những này minh tộc khẳng định biết rõ hắn tại bí cảnh bên ngoài, thế mà còn dám tới phụ cận. Giang giật xa xa đi theo kia đội minh tộc đại quân, si hồng một mực lặng yên khóa chặt, lại phát hiện cái này mấy ngàn minh tộc đại quân thế mà đường vòng đi bí cảnh đằng sau. a à, si hồng rất nhanh kinh ngạc truyền âm ra, giang giật, kia mấy ngàn minh tộc toàn bộ tiến vào bí cảnh bên trong. Cái này, giang giật đầy mắt kinh ngạc, rất nhanh liền tỉnh ngộ lại, khống chế thiên đình hướng bí cảnh bay đi, sau đó truyền âm cho Si Hồng nói, Si Hồng đại nhân, đi dò xét thoáng cái, bọn hắn đi vào làm gì bọn hắn không sợ chết sao. Si Hồng gào thét mà ra, đi bí cảnh bên ngoài dò xét, chỉ là những này minh tộc đều theo theo minh cổ phân phó trở ra tự tự bạo, sở dĩ Si Hồng ở bên trong dò xét một phen, thế mà không có cái gì tìm tới, tự liền thi thể đều không có một gỗ. Tà môn, Si Hồng trở về đem dò xét kết quả nói một lần, giang giật kinh nghi không thôi, si hồng như thế cường đại thần thức không có khả năng dò xét sai, vấn đề ở chỗ nào. Giang giật nghĩ nghĩ, khống chế thiên đình tại phụ cận đi một vòng lớn, nhẹ nhõm bắt được 10 cái trinh sát, kết quả thiên phượng đại đế siêu hồn kết quả, thế mà đạt được một cái phi thường đáng sợ tin tức đã từng minh đế cũng tiến vào cái này bí cảnh, kém chút vẫn lạc. Lừa gạt quỷ đâu, Giang giật đôi mắt nhất chuyển, lập tức biết có minh vương đang cố ý truyền tin tức giả ra. Bất quá chính như minh cổ sở liệu, Giang giật đối với bí cảnh lòng hiếu kỳ càng ngày càng nặng phượng tự người mang hai cái trinh sát đâm xuyên vào hồng mông cương khí bên trong tiến nhanh đi lúc đem hai cái này minh tộc ném vào si hồng đại nhân làm phiền ngươi lại dò xét thoáng cái chỉ cần ta trở ra có thể có một hơi thời gian là an toàn ta liền có thể lấy ra thiên đình tự vệ sang giật tuyệt đối thử một chút thiên phượng đại đế mang theo hai cái minh tộc đi bí cảnh trực tiếp đâm xuyên đi vào đem hai cái minh tộc mất đi đi vào ba hơi kia hai cái minh tộc ở bên trong kiên trì thời gian ba cái hô hấp trong gió ẩn tàng côn trùng đem hai cái này minh tộc gặm đến vỡ nát, hai cốt đều không có để lại. Si hồng dò xét kết quả ra, Giang giật nhẹ gật đầu, cắn răng nói ra, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con ta vào xem. chương 2015, Phong Hòa Trùng, Giang giật trong lòng kỳ thật biết rõ cái này bí cảnh rất nguy hiểm, nhưng nhân sinh phải tao ngộ nguy hiểm rất rất nhiều, giống như mọi chuyện đều e ngại không tiến lên, vậy không bằng không hề làm gì, thành thành thật thật tại thiên yêu giới ở lại bồi thê tử tốt. Thiên đình phòng ngự coi như thanh đế muốn phá vỡ đều cần một đoạn thời gian rất dài, đã kia hai cái cấp thấp minh tộc đi vào đều có thể kiên trì thời gian ba cái hô hấp, giang giật không có khả năng không kiên trì được thời gian ba cái hô hấp. Như thế đại nhất cái bí cảnh, không có khả năng bên trong không gian cùng hố trời phía dưới vững như vậy cố, liền thiên đình đều phóng không ra a. À. Chỉ cần có thể thả ra thiên đình, liền có thể trèo chống một đoạn thời gian, coi như tao ngộ nguy hiểm cũng có thể nghĩ biện pháp phá giải nguy hiểm. Xác định sự tình, Giang giật thường thường không thèm suy nghĩ quá nhiều, hắn khống chế thiên đình tại phụ cận dạo qua một vòng, quy củ cũng đem tất cả trinh sát đều bắt bỏ vào thiên đình về sau, để thiên phượng đại đế lưu tại phụ cận một cái tiểu bí cảnh bên trong đề phòng, sau đó hướng bí cảnh phóng đi. Truyền tống ra ngoài thu hồi thiên đình, Giang giật lấy ra liệt không thủ sáo đâm xuyên đi vào, khi tiến vào bí cảnh một khắc này, Giang giật trong nháy mắt lấy ra thiên châu. Thiên châu quang mang lấp lánh, một tòa lớn như vậy thiên đình xuất hiện, Giang giật thân thể lóe lên mà vào, lập tức như chút được gánh nặng toàn thân trầm tĩnh lại thần trí của hắn cùng si hồng thần thức hướng bí cảnh bên trong quét tới do xét tình huống xung quanh nhất là chú ý bên trong phong cùng phong bên trong ẩn tàng côn trùng quả nhiên quét qua về sau giang giật lập tức phát hiện vấn đề trong này phong không phải vô hình mà là hữu hình trong này phong là từng cái nho nhỏ vòi rồng mỗi cái tiểu long cuốn phong chỉ có phổ thông đại thụ lớn như vậy nhưng vòi rồng vận tốc quay thật nhanh cho giang giật cảm giác không giống như là vòi rồng mà là từng thanh từng thanh cương đao đang nhanh chóng xoay tròn. Giang giật tại vòi rồng trung tâm dò xét đến một chút rất nhỏ không gian ba động, giống như không phải đi cẩn thận dò xét, là căn bản sẽ không chú ý tới. Cẩn thận đi dò xét phía dưới, kia vòi rồng bên trong có từng cái trong suốt tiểu côn trùng, những này tiểu côn trùng mỗi cái chỉ có hạt gạo đại, lưng có lục rực, phía dưới có 12 con cước, miệng rộng như bỏ gạp, đều là răng cưa răng. Mỗi cái tiểu long cuốn trong gió ít nhất có mấy ngàn con dạng này côn trùng, côn trùng hội đi theo vòi rồng phi hành. Tại giang giật vừa ra bí cảnh bên trong, phụ cận mấy cái vòi rồng lập tức bị dẫn dắt tới, bên trong côn trùng di chuyển nhanh chóng, tựa hồ có chút hưng phấn. Ông, nhìn thấy mấy cái vòi rồng bay tới, giang giật vội vàng khống chế thiên đình đem vừa rồi bắt minh tộc trinh sát từng cái truyền tống ra ngoài, nghĩ quan sát một chút cái này phong hòa côn trùng uy lực. a à, cái thứ nhất minh tộc ra ngoài, có một cơn gió di chuyển nhanh chóng tới, vòi rồng bên trong côn trùng chen chúc mà tới. Quả nhiên cùng Si Hồng nói đồng dạng, chỉ là thời gian ba cái hô hấp cái này Minh Tộc tụ bị gặm nát, liền xương cốt đều không có còn lại, toàn bộ bị côn trùng chia ăn. A à, a, à, từng đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên, từng cái Minh Tộc bị côn trùng chia ăn, Giang giật tại tra xét rõ ràng một trận phát hiện một vấn đề. Không chỉ là cái này côn trùng kinh khủng, càng kinh khủng chính là những cái kia tiểu long cuốn phong. Bởi vì những cái kia Minh Tộc bị vòi rồng tới gần về sau, thân thể bị vòi rồng xoắn thành thịt nát, sau đó côn trùng ùa lên đem những cái kia thịt nát xương cốt đều chia ăn bởi vì côn trùng cùng phong cơ hồ là đồng thời hành động sở dĩ thoạt nhìn như là côn trùng đem minh tộc cho gặm ăn giang giật đem bảy tám cái minh tộc ném ra bên ngoài về sau ngừng lại coi như đem sở hữu minh tộc ném ra bên ngoài cũng không nhiều lắm tác dụng giữ lại về sau nói không chừng còn có tác dụng lớn hắn khống chế thiên đình lơ lửng tại nguyên chỗ những cái kia vòi rồng rất nhanh bay tới vây quanh thiên đình xoay tròn không ngớt tại vòi rồng tới gần sau thiên đình quang mang đại thịnh si hồng rất nhanh truyền âm ra nói những này vòi rồng lực công kích tốt cường đại một cái vòi rồng nhưng so sánh một cái ngụy đế cấp tại công kích thiên đình năng lượng tiêu hao thật nhanh giang giật làm sao không biết thiên đình quá lớn thiên đình bốn phương tám hướng đã có trên trăm đoàn vòi rồng đang công kích còn có càng nhiều vòi rồng bị dẫn dắt tới cái này bí cảnh bên trong vòi rồng đếm không hết căn bản không biết có bao nhiêu ở chỗ này dừng lại đến càng lâu hấp dẫn vòi rồng càng nhiều đoán chừng tại một canh giờ sau thiên đình bên ngoài công kích vòi rồng ít nhất có thể đạt tới một vạn đoàn, cũng chính là một vạn cái ngụy đế cấp đang công kích. Xuống dưới, đều vào đây, không có lý do lùi bước, giang giật theo vừa rồi minh tộc truyền tống ra ngoài cảm ứng được nơi này trọng lực không tính kinh khủng, sở hữu hắn tùy thời có thể dùng khống chế thiên đình rời đi, cũng không e ngại. Hắn không dám phi hành quá nhanh, chậm rãi khống chế thiên đình hướng xuống mới bay đi. Nương theo lấy thiên đình bay xuống, bị dẫn dắt phong càng ngày càng nhiều, cái này tiểu long cuốn phong tốc độ rất nhanh, thiên đình tốc độ căn bản là không có cách thoát khỏi. Giang giật không dám mạo hiểm, vẫn như cũ chậm rãi hạ xuống, một vạn trượng, mười vạn trượng, năm mươi vạn trượng. Bốn phía ngoại trừ phong hòa trùng bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, cách xa mặt đất càng ngày càng gần. Giang giật nội tâm nổi lên nghi ngờ, nơi này không phải có thổ chi nguyên sao vì sao thiên đình cũng không có cảm nhận được cường đại trọng lực. Ngay tại Giang giật cảm thấy lẫn lộn thời điểm, đột nhiên toàn bộ bí cảnh hơi chấn động một chút, tiếp lấy trên bầu trời mười mấy cái hắc cầu bay vụt mà xuống như mười mấy cái như lưu tinh bay thấp xuống tới tình huống như thế nào giang giật đột nhiên phát hiện thiên đình bắt đầu cấp tốc hạ xuống kinh khủng trọng lực tác dụng tại thiên đình phía trên thiên đình như như đạn pháo rơi thẳng xuống giang giật căn bản là không có cách khống chế thiên đình thật là nồng nặc thổ tri nguyên khí hơi thở nơi này thổ tri nguyên trước kia bị phong ấn si hồng truyền âm vang lên vừa rồi bí cảnh bị chấn động thoáng cái đoán chừng liền là mở ra thổ tri nguyên phong ấn nhưng phía trên hắc cầu là cái gì oanh thiên đình trùng điệp đập xuống ở phía dưới trên mặt đất phía trên hắc cầu cũng đi theo rơi xuống đập vào thiên đình phía trên hắc cầu phía trên cấm chế lấp lánh sau đó ẩm vang bạo liệt bốn phía không gian đều bị khoảng cách chấn động đây là vật gì giang giật cùng si hồng đều xem không hiểu cái này hắc cầu bạo tạc uy lực cũng không mạnh mẽ a không cách nào đối thiên đình tạo thành quá lớn thương hại cái này hắc cầu vứt xuống đến có ý nghĩa gì giang giác Giang giật trong tay một khối ngọc phù phá toái, hắn sắc mặt dây lát biến, thiên phượng đại đế xảy ra chuyện. Đây hết thảy hết thảy đều cho thấy minh giới đang hành động, thiên phượng đại đế nhanh như vậy tự bị bắt rồi, điều này nói rõ minh cổ các loại chờ trí cường giả tuyệt đối tham dự hành động lần này, đây là một cái âm mưu. Liên tưởng đến trước đó minh tộc trinh sát truyền ngôn, còn có kia mấy ngàn minh tộc đại quân đi vào cái này bí cảnh, giang giật rất nhanh liền suy nghĩ minh bạch. Minh cổ nhóm cường giả bày ra hành động lần này, mục đích không cần nói cũng biết muốn lợi dụng bí cảnh giết chết hắn. Suy suy, Giang giật một lát sau biết rõ những này hắc cầu chỗ dùng, hắc cầu tại thiên đình bên trên nổ tung về sau, bốn phương tám hướng vòi rồng bên trong côn trùng như giống như điên hướng bên này vọt tới. Côn trùng vừa bay, vòi rồng toàn bộ bị dẫn dắt, chỉ là trong chấp mắt tự có hơn ngàn đoàn vòi rồng bay tới. Những cái kia côn trùng hưng phấn kêu to, dẫn dắt vòi rồng bay vụt mà đến, bắt đầu điên cuồng công kích thiên đình. Trọng lực đạt tới trăm vạn lần, nhưng so sánh hố trời phía dưới, thiên đình căn bản không bay lên được. Vòi rồng không ngừng vây quanh thiên đình xoay tròn công kích, tiêu hao thiên đình năng lượng. Tiểu tử nhanh nghĩ biện pháp, si hồng ngưng trọng truyền âm vang lên, vòi rồng càng ngày càng nhiều, dựa theo năng lượng tiêu hao tốc độ, không cần nửa năm thiên đình năng lượng liền muốn hao hết. Đến lúc đó thiên đình bị hủy diệt, người có lẽ tạm thời không chết được, thân nhân của ngươi bằng hữu đều muốn trong nháy mắt chơi xong. Chương 2016, Phong Chi Nguyên, Giang Giật biết rõ mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhưng càng là giờ phút này càng không thể loạn. Kinh hoàng không thể giải quyết vấn đề gì, tao ngộ nguy hiểm đầu tiên là tỉnh táo, phân tích tình huống, lại tìm kiếm đường ra. Giang giật thật sâu hít hai cái khí, tiến vào thiên nhân hợp nhất trạng thái, dạng này hắn có thể triệt để tỉnh táo lại, hắn bắt đầu tinh tế phân tích tình huống. Nơi này xem ra hoàn toàn chính xác có thổ chi nguyên, bất quá trước đó bị phong ấn, hẳn là tránh cho minh tộc sau khi đi vào bị trọng lực chân áp. Minh đế thật là có có thể đi vào, nếu không Minh Cổ bọn người đoán chừng rất khó phong ấn. Minh Cổ biết rõ nơi này bị phong ấn, sở dĩ vận dụng một chút thủ đoạn, dẫn dụ chính mình vào đây. Sau đó lại ném đi một chút kỳ quái hắc cầu vào đây, đã dẫn phát những cái kia côn trùng bạo động, hấp dẫn càng nhiều vòi rồng tới công kích. Thiên Phượng Đại Đế hẳn là chỉ là bị bắt, Minh Cổ đối với hắn kiêng kỵ rất sâu, hắn không chết Minh Cổ không dám đánh giết Thiên Phượng Đại Đế. Hắn còn có một số thời gian, Thiên Đình có thể chống đỡ nửa năm, sở dĩ chỉ cần hắn tại bí cảnh bên trong thành công sống sót, thành công đi ra bí cảnh, thiên phượng đại đế sẽ không phải chết. Nghĩ thông suốt sự tình, giang giật nội tâm bối rối dần dần biến mất, lý tính phân tích bí cảnh bên trong tình huống. Đầu tiên hắn xác định một điểm, không hấp thu thổ chi nguyên, thiên đình là không cách nào bay đi lên, hắn càng không khả năng bay đi lên. Nghĩ biện pháp hấp thu thổ chi nguyên, giang giật đã cảm mộ lôi sinh thổ áo nghĩa, sở dĩ hấp thu thổ chi nguyên không có độ khó, chỉ cần có thể hấp thu thổ chi nguyên, trọng lực liền sẽ biến mất, hắn liền có thể khống chế thiên đình nhẹ nhõm bay đi lên. Si hồng đại nhân, người có thể tra xét được thổ chi nguyên cụ thể ở đâu sao? Giang giật truyền âm cho si hồng, cái sau thần thức dò xét một lần, rất khẳng định nói ra, ngay tại phía tây ngàn dặm bên ngoài cự thạch phía dưới, khối cự thạch này bên trong có sinh mệnh khí tức, có thể bên trong dựng dục ra kỳ dị sinh vật. Ở ngoài ngàn dặm, Giang giật chân mày cao lại, thiên đình căn bản là không có cách di động, ở ngoài ngàn dặm hắn làm sao đi tới bên ngoài đều là vòi rồng cùng côn trùng a à. côn trùng giang giật trầm ngâm một lát quát khẽ tiểu mãnh suy suy bụng của hắn bên trong quang mang lấp lánh một cái tiểu thú ngưng tụ thành hình cái này thôn thiên thú có thể hóa thành hư ảnh có thể đi vào linh hồn thức hải của hắn tự nhiên cũng có thể đi vào thứ chín khỏa tinh thần bên trong có rất nhiều thiên địa bản nguyên tiểu thú thích nhất bên ngoài có một ít côn trùng không biết người có thể hay không khống chế Thôn thiên thú liền hố trời phía dưới hỗn độn trùng đều có thể khống chế, giống như có thể khống chế phía ngoài phong trùng, nguy hiểm hội yếu bớt rất nhiều. Tiểu thú nháy nháy mắt nói ra, muốn thử một chút, không thấy được là cái gì trùng loại, ta cũng không xác định. Tốt, Giang giật vận dụng thiên đình thử một cái, đem một cái minh tộc cho truyền tống ra ngoài. Không ra ngoài dữ liệu của hắn, cái này bí cảnh không gian cũng không ổn định, thiên đình có thể nhẹ nhõm đem minh tộc cho truyền tống ra ngoài. Bất quá bên ngoài đều là vòi rồng cùng tiểu phong trùng, minh tộc vừa mới ra ngoài tự bị rảo sát thành thịt nát, bị phong trùng thôn phệ. Có thể tùy ý truyền tống ra ngoài, liền có thể tùy ý truyền tống vào đến, cái này khiến Giang giật lại thở dài một hơi, ánh mắt của hắn quét về phía trên bờ vai thôn thiên thú nói ra, tiểu mãnh chế chút ta đưa người truyền tống ra ngoài, người thử một chút có thể hay không khống chế phía ngoài phong trùng. Mặc kệ có thể hay không khống chế, ta đều sẽ lập tức đem người truyền tống vào đến, người chú ý tuyệt đối đừng kháng cự Tốt, tiểu thú gần nhất có các loại bản nguyên chi lực thôn phệ, đối với Giang giật nói gì nghe nấy, Giang giật khống chế hai cái minh tộc truyền tống tới, đối tiểu thú quát khẽ nói, chuẩn bị. Ông, hai cái minh tộc truyền tống ra ngoài, tiếp lấy tiểu thú biến mất tại thiên đình bên trong. Kia hai cái minh tộc chỉ là kiên trì một hơi thời gian, bất quá đầy đủ tiểu thú trên đầu hào quang màu vàng sậm lấp lánh, bao phủ phụ cận phong trùng. Ông, Giang giật trong nháy mắt đem tiểu thú truyền tống vào đến, tiểu thú ngạo kiều bay trở về Giang giật trên bờ vai nói ra, không có vấn đề, đám côn trùng này cấp bậc so hỗn độn trùng phẩm cấp thấp một chút, ta có thể nhẹ nhõm không chế. Bất quá, phía ngoài phong thái lợi hại, đại mãnh liệt ngươi như truyền tống đã muộn, ta đoán chừng muốn bị xoắn thành thịt nát. Tốt, ngươi đi về trước đi, Giang giật nhẹ gật đầu, phong trùng không là vấn đề, chỉ còn lại phía ngoài phong. Chỉ cần có thể gánh vác được phía ngoài phong, hắn liền có thể nhẹ nhõm ghé qua ngàn dặm tìm tới hấp thu thổ chi nguyên. Chỉ cần thổ chi nguyên bị hấp thu, hắn có thể nhẹ nhõm khống chế thiên đình bay ra bí cảnh. Những này phong đến cùng có bao nhiêu lợi hại, Giang giật nhớ tới thiên tinh giới cương phong, nhớ tới giới diện bên ngoài hồng mông cương khí. Phong đến cùng là thế nào hình thành, Giang giật còn không có hiểu. Đương nhiên giống như hắn đã hiểu, đoán chừng tự cảm mộ phong chi áo nghĩa. Ngạnh kháng thử một chút, Giang giật có hỏa chi nguyên, có thể hình thành thần hỏa hộ thuẫn, tăng thêm có lưu xa áo nghĩa hình thành thần thuẫn, lại có hắc minh giáp, cùng nhưng so sánh phong đế cấp nhục thân, hẳn là miễn cưỡng có thể chống đỡ một chút thời gian. Giang giật trầm ngâm một lát quyết định thử một chút, hắn ngưng tụ một cái lưu sa giáp, bên ngoài cơ thể hắc minh giáp hiển hiện, sau đó lại ngưng tụ một cái hỏa diễm thần thuẫn, thân thể lóe lên ra phía ngoài. Suy suy, Giang giật vừa xuất hiện tự khiên động rất nhiều vòi rồng, mười mấy đoàn vòi rồng hướng hắn gào thét mà tới. Vòi rồng bên trong phong trùng lại e ngại bay mất, một chút phong trùng phía trên cánh còn giấy lên hỏa diễm, thân thể rơi xuống hỏa chi nguyên liền hỗn độn trùng đều có thể bỏng, những này phong trùng so hỗn độn trùng phẩm cấp thấp một chút, tự nhiên chịu không được hỏa chi nguyên. Có tiểu thú tại phong trùng không đủ gây sợ, giang giật căn bản là không có để ý, hắn để ý là những cái kia vòi rồng, hắn đánh ra mấy đạo to lớn trưởng ấn, nhưng trưởng ấn bị vòi rồng nhẹ nhõm xoắn nát. Suy suy, những này vòi rồng tựa hồ có thể xoắn nát hết thảy, nhanh chóng tới gần giang giật, bắt đầu công kích hắn bên ngoài cơ thể hỏa chi nguyên thần lá chắn. Thật mạnh mẽ, Giang giật cảm ứng thoáng cái hỏa chi nguyên tiêu hao cường độ, nội tâm hoảng hốt. Hỏa chi nguyên thần lá chắn phòng ngự cường độ phi thường khủng bố, nhưng chỉ là thời gian ba cái hô hấp, thần thuẫn bên trong hỏa chi nguyên đã tiêu hao gần nửa, giống như giang giật không quán chú hỏa chi nguyên, cái này thần thuẫn không kiên trì được năm sáu hơi thở thời gian. Ba, hỏa chi nguyên thần lá chắn tại năm hơi thời gian sau biến mất, vòi rồng cũng tiêu hao hai cái, tiếp lấy giang giật lưu xa hộ thuẫn dùng tốc độ khủng khiếp bị phá ra, Giang giật bất đắc dĩ chỉ có thể truyền tống vào thiên đình bên trong. Bá đạo trên đời này lại có khủng bố như thế phong. Giang giật sau khi đi vào còn lòng vẫn còn sợ hãi cảm khái. Si hồng truyền âm ra nói cái này phong có thể là phong chi nguyên. Giang giật không hiểu trầm tư một lát hỏi còn có phong chi nguyên thứ này? Tự nhiên có. Si hồng giải thích nói trên người ngươi còn có băng chi nguyên đâu? Vì sao không có phong chi nguyên thế giới này có thể nhanh như vậy tiêu hao hỏa chi nguyên? Chỉ có thể là phong chi nguyên chỉ có ngang cấp thiên địa bản nguyên mới có thể khắc chế lẫn nhau đối hao tổn. Cũng đúng a, à, Giang giật ngẫm lại là đạo lý này, chỉ có cùng cấp bậc năng lượng mới có thể tương hỗ tiêu hao khắc chế, giống như thôn thiên thú, giống như cấp bậc không đến hắn là không khống chế được. Đã thế giới này có thủy chi nguyên, lại có băng chi nguyên, như vậy xuất hiện phong chi nguyên cũng rất dễ lý giải, chỉ là phong chi nguyên là thế nào hình thành lại thế nào khống chế đâu. Giang giật trầm ngâm xuống tới, đằng sau dứt khoát truyền tống đi bí cảnh bên trong bế quan tĩnh tư. Ở nơi đó não hải chuyển động tốc độ là phía ngoài vạn lần, cầm trong tay thần thụ diệp càng nhanh một chút. Chỉ là, cái này phong căn bản không thể nào lĩnh hội, càng không khả năng để lôi sinh phong ra. Trong sấm xét chỉ có kim mộc thủy hỏa thổ năm loại nguyên tố cũng không có phong A, hắn có thể hấp thu mộc chi nguyên hỏa chi nguyên là bởi vì thôi diễn ra áo nghĩa, cái này lôi sinh phong căn bản là không có cách thôi diễn. 10 ngày, Giang giật sòng giã thôi diễn 10 ngày, nhưng vẫn là không thu hoạch được gì, hắn mở to mắt thở ra một hơi thật dài, có chút mờ mịt, hắn nên như thế nào giải khai từ cục này đâu. chương 2017, đại chiến bắt đầu. Giang giật, thế nào? Giang giật kinh ngạc đứng tại sa mạc bên trên ngẩn người, Kha Lộng Ảnh vừa lúc xuất quan, nàng bay tới quan tâm dò hỏi. Kha Lộng Ảnh lan tâm huệ chất, tâm tư cẩn thận, mặc dù Giang giật trên mặt cũng không có gì đặc biệt thần sắc, nhưng vẫn là nhìn ra hết thảy vấn đề. Là Lộng Ảnh A, Giang giật nhìn thoáng qua Kha Lộng Ảnh, đưa tay ôm vào trong ngực, hắn cũng không có giải thích trước mắt khốn cục, chỉ là nhẹ giọng thì thào, lộng ảnh, người nói muốn muốn nhập môn một loại căn bản không có tìm hiểu tới kỳ théo nghĩa, muốn từ nơi nào nhập thủ đâu. Kha lộng ảnh biết rõ ràng giật gặp nan đề, nàng bồi tiếp giang giật tại sa mạc bên trong chậm rãi hành tẩu, nhìn qua khắp thiên phong cát, tinh tế suy tư, sau một hồi lâu mới nói ra, nếu như là hoàn toàn không có phương hướng cảm giác, vậy thì nhất định phải tìm kiếm cùng cái phương hướng này có liên quan đồ vật, khía cạnh đi thôi diễn hoặc là tìm kiếm cùng vật này có liên quan sự vật đi tìm, chỉ cần tìm được điểm vào, đằng sau liền có thể vùng đất bằng phẳng. Ừm ừm, Giang giật yên lặng gật đầu, hít mắt nhìn qua đầy trời bão cát, đã muốn khống chế phong chi nguyên, vậy thì phải trước giải phong đến cùng là cái gì? Hắn trước kia cảm ngộ một chút phong hệ pháp tắc, tỉ như phong lực, phong chi thúc phược loại hình. Bất quá cái này đều không phải là phong chân chính áo nghĩa, Giang giật cần càng thêm triệt để đi tìm hiểu, đi cảm ngộ. Hắn không nói thêm gì nữa, nắm kha lộng ảnh tay dạo bước tiến lên, hai người đi rất chậm. Cái này sa mạc bên trong gió thật to, thổi đến cát vàng đầy trời, thổi đến hai người tóc bay múa, áo bảo phần phật. Bí cảnh không tính lớn, chỉ có phạm vi ngàn dặm đại, nếu như là toàn lực phi hành, hai người thoáng cái liền có thể vượt ngang. Bất quá dạng này chậm rãi hành tẩu, ngược lại là có thể hành tẩu một đoạn thời gian rất dài. Giang giật đôi mắt mông lung, không nói một lời tiến lên, kha lộng ảnh rất ngoan ngoãn bồi bạn hắn hai người tại sa mạc trên gành bãi từng bước một hành tẩu đi mấy canh giờ đi đến mấy trăm dặm đường giang giật còn không có dừng lại ý tứ kha lộng ảnh đành phải tiếp tục đi theo đi tới đi tới phía trước đột nhiên xuất hiện một cái quan khẩu hai bên có hai ngọn núi lỗ hồng tương đối nhỏ hẹp sở dĩ phong đặc biệt lớn giang giật đi đến nơi này đột nhiên ngừng lại hắn đôi mắt càng thêm mông lung đứng nửa canh giờ hắn nhắm mắt lại hướng kha lộng ảnh khoát tay áo ngồi xếp bằng trên mặt đất nhập định kha lộng ảnh khẽ gật đầu xem ra giang giật có rõ ràng cảm mộ, nàng ngồi ở bên cạnh bồi giang giật một lát hướng nơi xa bay đi tiếp tục tham ngộ áo nghĩa đi giang giật hoàn toàn chính xác cảm mộ một cái phong chi áo nghĩa hắn cái gì đều không nghĩ tự một lòng thôi diễn cái này áo nghĩa nhìn xem các loại chợ áo nghĩa đại thành về sau có thể hay không khống chế phía ngoài phong chi nguyên có lẽ tìm tới khống chế phong chi nguyên điểm vào ở chỗ này lĩnh hội áo nghĩa hoàn toàn chính xác nhanh nơi này có thiên vận có thể căn cứ thiên vận nhanh chóng đem áo nghĩa cho nhập môn một khi nhập môn chuyện còn lại tựu thuận lý thành trương. Đương nhiên, cũng không phải là người người đều có thể nhẹ nhõm nhập môn. tỷ như một cái lão đầu tử vào đây, mặc dù cái này bí cảnh bên trong thiên vận rất nhiều, lại có thể một cái áo nghĩa đều cảm mộ không được. Giang giật tuổi trẻ, thiên tư không tính tranh lệch, giờ phút này linh hồn phi thường cường đại, lại có thần thụ diệp, cảm mộ làm ít công to. Năm ngày, năm ngày thời gian giang giật tự nhập môn, sự tình phía sau vô cùng đơn giản, giang giật lặp đi lặp lại thôi diễn, nhiều nhất chỉ cần 10 ngày liền có thể triệt để để cái này áo nghĩa đại thành. Thiên đình bên ngoài vẫn là như cũ, vòi rồng càng ngày càng nhiều, vây quanh thiên đình xoay tròn không ngừng, nhanh chóng tiêu hao thiên đình năng lượng. Những cái kia côn trùng bò đầy thiên đình, không ngừng gặm cắn, mặc dù không cách nào gặm xuyên, nhưng cũng đang tiêu hao thiên đình năng lượng. Bí cảnh bên ngoài cũng rất náo nhiệt, minh cổ bọn người tới, mấy chục cái minh vương, phong đế cấp minh vương tự có 6 cái. Thiên phượng đại đế hoàn toàn chính xác bị bắt, hơn nữa còn có một cái phong đế cấp minh vương nắm lấy thiên phượng đại đế không ngừng ma hóa hắn, thiên phượng đại đế toàn thân đều bốc lên hắc khí, đều là tiên huyết thân thể không ngừng dẫy ruộng, vô cùng thê thảm. Cái này thiên đình hoàn toàn chính xác bá đạo, minh cổ ở bên ngoài thỉnh thoảng phóng thích một chút minh khí đi vào dò xét tra lý mặt tình huống, hắn âm thầm cảm khái nói, đều đi qua nhiều ngày như vậy, thiên đình năng lượng thế mà còn không có hao hết. Bất quá, bên trong trọng lực phong ấn bị giải khai. Giang giật trốn không thoát đến, sớm muộn đều là một chữ chết. Cổ xưa tôn anh Minh, một đám Minh Vương liên công việc cúi đầu cảm thán nói, tại Minh giới có thể gọi là tôn, chỉ có xếp hạng 10 vị trí đầu phong đế cấp Minh Vương. Minh giới phong đế cấp Minh Vương kỳ thật không chỉ 10 cái, nhưng chỉ có chiến lược tối cường Minh Vương mới có tư cách sắp xếp 10 vị trí đầu, được xưng hô vi tôn. Minh cổ coi thường mọi người đập mông ngựa, tiếp tục dò xét một trận, vung tay lên để Minh tộc đại quân đem bí cảnh bao bọc vây quanh, hắn lưu lại mấy cái Minh Vương, trở lại phụ cận bí cảnh lặng lặng chờ. Báo, vừa mới trở lại bí cảnh, một cái minh vương phi bắn nhanh đến, nằm sấp trên mặt đất quát khẽ cổ xưa tôn, không xong, thanh đế triệu tập 100 triệu đại quân truyền tống đi thiên vũ giới, theo nội tuyến truyền báo thanh đế chuẩn bị quy một tiến công thiên tượng giới. Ừ, minh cổ cùng các vị tôn cấp minh vương sắc mặt trầm xuống, minh cổ con ngươi lấp lóe một lát, khoát tay trận lại nói, đại gia đừng hốt hoảng, không ra được đại sự. Hẳn là thanh đế vừa mới thượng vị không lâu, nghĩ cần một trận thắng lợi ổn định vị trí của hắn đi dùng nhân tộc thực lực khẳng định không cách nào toàn diện tiến công triệu tập quân đội tử thủ thiên tượng giới thanh đế muốn đơn giản đại thắng nằm mơ kia minh luân nhìn một cái luân minh bí cảnh bên kia trần trờ nói ra giang giật bên này tự mặc kệ không quản được minh cổ rất quả quyết đứng dậy nói ra giang giật có thể ra đến chúng ta cũng không làm gì được hắn hắn ra không được sẽ chỉ chết ở bên trong minh địch người lưu lại đi còn lại minh vương toàn bộ theo ta đi thiên tượng giới, thanh đế muốn lập uy, chúng ta lệch không cho hắn như ý. Tuân mệnh, minh đế không tại, minh cổ liền là minh giới đệ nhất trí tôn, không ai dám chất vấn hắn. Đại bộ phận minh vương đi theo minh cổ rời đi, chỉ để lại minh địch còn mấy cái minh vương tiếp tục chấn thủ tại luân minh bí cảnh. Thiên vũ giới bên trong hoàn toàn chính xác không ngừng tại tụ tập đại quân, thanh đế thượng vị đã mấy tháng, đại quân chỉnh hợp đến không sai biệt lắm, nhân tộc trên dưới một lòng, ý chí chiến đấu ngóc lên, đều chờ đợi thanh đế một tiếng hiệu lệnh san bằng minh giới. Minh đế còn không có xuất thế, mặc kệ là nguyên nhân gì, đều là thời cơ tốt nhất. Đánh hạ càng nhiều giới diện, liền có thể thu hoạch được nhiều tư nguyên hơn, có thể bồi dưỡng càng nhiều nhân tộc cường giả. Thanh đế cũng biết điểm này, đã nhân tộc nội bộ đoàn kết yên ổn, vạn chúng chờ mong, giờ phút này không xuất chiến chờ đến khi nào. Hắn thượng vị thời gian ngắn ngủi, có giang giật người này tồn tại, hắn cái này đại đế vị trí tựu từ đầu đến cuối bất ổn. Giang giật có thiên đình, trước mắt hắn không dám động, muốn vững chắc vị trí, chỉ có dẫn đầu nhân tộc thắng lợi. Giang giật câu nói kia nói không sai, hắn nếu có thể dẫn đầu nhân tộc hủy diệt minh tộc, hắn liền là tuyệt đối nhân tộc chi vương, bất kỳ người nào đều không thể dung chuyển địa vị của hắn. Thanh đế chuẩn bị làm như vậy, hắn điều tập 100 triệu đại quân, toàn bộ cường giả đều truyền tống đi thiên vũ giới. Hắn chuẩn bị tự mình dẫn đại quân viễn trinh thiên tượng giới, hắn muốn để thiên hạ tất cả mọi người minh bạch, coi như không phải chính thống, hắn cũng là nhân tộc chân chính cứu tinh, chân chính thủ hộ thần. chương 2018, Đại lễ, chân chính đại chiến phải cần một khoảng thời gian, thiên vũ giới cách ly thiên tượng giới rất xa, ở giữa có đếm không hết bí cảnh, những này bí cảnh đều là minh tộc khống chế. Muốn tấn công thiên tượng giới, kia đầu tiên nhất định phải quét sạch những này những này bí cảnh bên trong minh tộc. Nếu không đến lúc đó phần bụng thụ địch khắp nơi bị quấy rối quân tình cũng bị minh tộc trưởng khống, cái này chiến căn bản không cần đánh. Thanh đế tại đại quân đến thiên vũ rơi ba ngày sau, điều tập một đội đại quân xuất động đánh tiên phong. Là hạ vũ Chu minh quân, viêm đế cuồng đế nho đế đi theo, hết thảy ba ngàn vạn đại quân tinh nhuệ, lao tới tiền tuyến bắt đầu quét sạch sở hữu bí cảnh bên trong minh tộc. Hạ vũ đi theo thanh đế học được một đoạn thời gian binh pháp, đối với trị quân rất có một bộ, mặc dù là cái tuyệt thế đại mỹ nhân, lại rất có thủ đoạn, viêm đế cuồng đế nho đế cùng phía dưới 10 cái thượng tướng quân đều phi thường phục nàng. Tại nàng điều hành dưới, chia làm 10 quân thành hình quạt hướng thiên tượng giới tiêu diệt toàn bộ mà đi, nàng cùng cuồng đế viêm đế nho đế tỏa trấn trung quân, giám thị tứ phương. Minh cổ cũng không có triệu tập đại quân cùng hạ vũ cứng đối cứng, thiên tượng giới khoảng cách bên này quá xa, giống như triệu tập bộ phận quân đội, dễ dàng bị phục kích. Sở dĩ Minh cổ chỉ là không ngừng triệu tập quân đội đi thiên tượng giới tụ tập, cũng không có điều động đại quân xuất kích hạ vũ tiêu diệt toàn bộ rất thuận lợi, một đường thế như trẻ tre, hạ vũ chuyên môn gây dựng một cái trinh sát đại quân, giờ phút này đều đã ẩn núp đi thiên tượng giới phụ cận, hết thảy tình báo đều trưởng khống tại hạ vũ trong tay. Nương theo lấy chu minh quân không ngừng thúc đẩy, thiên vũ giới mặt khác hai cái đại quân càng thêm hưng phấn, không dằn nổi muốn đi thiên tượng giới đại chiến, dương danh lập vạn. Là nhân tộc đánh xuống một mảnh sáng sủa trời trong, vì chính mình gia tộc đánh xuống vạn thế cơ nghiệp. Thanh đế không hề động, hắn là cố ý áp chế hai quân, để hai cái đại quân sĩ khi áp chế tới cực điểm. Đợi đến hạ vũ bên kia thanh lý hơn phân nửa, lại xuất lĩnh hai quân xuất chiến, nhất định có thể một trận chiến công thành. Bên này không khí chiến tranh dày đặc, giang giật bên kia lại rất an tĩnh, giang giật một mực không có động tính, minh địch cách mỗi khai nửa ngày liền sẽ dò xét một lần, xác định tình huống bên trong. Tình huống kỳ thật phi thường hỏng bét, giang giật đang bế quan nửa sau tháng xuất quan, phong hệ áo nghĩa thành công cảm mộ đại thành. Cái này phong hệ áo nghĩa là một cái phụ trợ hình, có thể phụ trợ tốc độ công kích, vận dụng áo nghĩa tình huống dưới, tốc độ công kích có thể tăng lên gấp 5 lần, thậm chí gấp 10. Cũng không có cái gì chứng dùng, áo nghĩa cảm ngộ, lại đối với hấp thu phong chi nguyên cũng không có bất kỳ cái gì trợ giúp, giang giật đi ra một lần, đồng dạng mấy hơi thời gian sau trật vật truyền tống về tới. Thiên đình năng lượng còn tại nhanh chóng bị tiêu hao, giang giật nội tâm càng ngày càng nặng trọng. Nội tâm của hắn mặc dù không có quá gấp bách, nhưng khó tránh hội cảm giác được áp lực, dù sao thiên đình bên trong người cũng không ít. Chính như Si Hồng nói, thiên đình vừa vỡ khai, kha lộng ảnh kỳ thanh trần giang tiểu nô chiến vô song bọn người hội trong nháy mắt chết đi. Đương nhiên, giang giật cũng không hề từ bỏ, không đến cuối cùng một khắc, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Hắn lần nữa về tới bí cảnh, vẫy lùi bay tới giang tiểu nô bọn người, tự mình một người đi tại sa mạc trên gành bãi. Hàn phong lạnh lẽo như đao, cát vàng bay đầy trời, giang giật một người cô độc tiến lên, khắp nơi tiếng gió hách hách, nội tâm của hắn lại hoàn toàn tĩnh lặng, trong đầu nhanh chóng chuyển động, thôi diễn lấy các loại có thể. Đi tới đi tới, hắn lại đi tới lần trước cửa ải, nơi này phong càng lớn, giang giật lần trước ngay tại cái này cảm ngộ phong hệ áo nghĩa. Nếu như là hoàn toàn không có phương hướng cảm giác, vậy thì nhất định phải tìm kiếm cùng cái phương hướng này có liên quan đồ vật, khía cạnh đi thôi diễn. Trong đầu của hắn vang lên kha lộng ảnh lời nói, nội tâm không hiểu khẽ động, hắn mơ hồ thì thào, liên quan khía cạnh cùng phong có liên quan chính là cái gì, khía cạnh phong khía cạnh có cái gì, Giang giật mờ mịt bốn phía liếc nhìn, kinh ngạc nhìn hai bên đại sơn, nhìn xem bất tỉnh khó khăn bầu trời, nhìn phía xa chân trời một đóa đóa hắc vân, nội tâm của hắn đột một toát ra một cái kỳ dị suy nghĩ. Phong hòa thổ, nước có quan hệ hay không hoặc là nói phong hình thành, có phải hay không bởi vì nước cùng thổ nếu không bên ngoài cái này bí cảnh làm sao có thể có thổ chi nguyên, thủy chi nguyên, lại có phong chi nguyên. Phong hình thành, khẳng định là bởi vì không khí lưu động, mà không khí tại sao lại lưu động không khí không có khả năng vô duyên vô cớ lưu động A? À? Có hay không dạng này một loại khả năng, nước bị bốc hơi sau biến thành vân, cuối cùng hóa thành giọt mưa, nước, vân, thủy chi ở giữa biến hóa, sở dĩ dẫn đến không gian bành trướng biến lớn thu nhỏ, lúc này mới đưa đến không gian áp lực không đồng đều, không khí bắt đầu lưu động đâu? Trên lục địa cùng trên biển độ tranh lệch nhiệt độ trong ngày khác biệt, nước bị bốc hơi cường độ cũng khác biệt, cái này cũng đưa đến không gian áp lực không đồng đều không khí mới bắt đầu lưu động. Sở dĩ, phong chi nguyên xuất hiện là bởi vì nước cùng thổ nguyên nhân hoặc là nói. Lôi sinh thủy cùng lôi sinh thổ áo nghĩa có thể dung hợp được, dạng này tự tạo thành lôi sinh phong áo nghĩa. Giang giật suy đoán ra một cái để chính hắn đều có chút khiếp sợ suy nghĩ, bất quá càng là thôi diễn, trong cảm giác càng huyền diệu. Dù sao không có bất kỳ cái gì phương hướng, Giang giật dứt khoát ngồi xếp bằng trên mặt đất bắt đầu thôi diễn. Hắn muốn đem lôi sinh thủy cùng lôi sinh thổ áo nghĩa dung hợp được, nhìn xem có thể hay không chuyển rời suốt lôi sinh phong áo nghĩa. Hắn thôi diễn ra lôi sinh hỏa có thể hấp thu hỏa chi nguyên, thôi diễn ra lôi sinh mộc có thể hấp thu mộc chi nguyên. Nếu quả như thật thôi diễn xuất lôi sinh phong áo nghĩa, mà phía ngoài phong thật là phong chi nguyên, trước mắt tử cục tựu nhẹ nhõm có thể phá. Ý nghĩ có thể thực hiện, nhưng muốn chân chính thôi diễn ra rất là khó khăn, dù sao cái này áo nghĩa quá bao la tinh thâm, muốn dung hợp quá đơn giản. Giang giật sòng giã thôi diễn ba ngày đều không có quá tiến nhanh dương, cũng may đã có một chút manh mối dù sao lôi sinh thổ cùng lôi sinh thủy áo nghĩa hắn đã cảm ngộ đại thành có căn cơ chí ít có dung hợp khả năng tám ngày giang giật rốt cuộc nhập môn hai loại áo nghĩa đã dung hợp một tia cái này khiến giang giật rất là phấn chấn bất kỳ vật gì nhập môn khó khăn nhất tìm được phương hướng lần theo cái phương hướng này đi xuống cuối cùng đều có thể đi đến điểm cuối cùng giang giật một lát không ngừng nghỉ cầm trong tay thần thụ diệp cái gì đều không quan tâm tiếp tục lĩnh hội hao tốn 20 ngày thời gian, ánh mắt của hắn rốt cục mở ra. Ha, ha 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 ha, Giang giật ngửa mặt lên trời cười như điên, đem rất nhiều bế quan người đều kinh động đến. Kỳ Thanh Trần liền tại phủ cận, lập tức bay vụt mà đến, nơi xa một đạo đạo nhân ảnh cũng bay tới. Giang giật ngươi thế nào? Cái gì đại hỷ sự, đáng giá ngươi cao hứng đến dạng này. Đúng đấy, nói ra để chúng ta cũng vui vẻ a à vui vẻ. Mọi người hiếu kỳ hỏi thăm về đến. Giang giật cười thần bí nói, chư vị trước đừng hỏi, cho ta đi trước nghiệm chứng một phen, trễ chút cùng các ngươi giải thích. Giang giật hóa thành một đạo bạch quang truyền tống đi, lưu lại vài đôi không hiểu thấu con mắt. Bất quá Giang giật như thế vui vẻ, khẳng định là chuyện tốt không phải chuyện xấu. Giang giật ra nội điện, trên thân ngưng kết lưu xa lá chắn, sau đó thả ra hỏa chi nguyên thần lá chắn, thân thể lần nữa lóe lên ra thiên đình bên ngoài. Suy suy, hắn vừa ra bên ngoài, phụ cận phong trùng vội vàng hoảng sợ rút đi, những cái kia vòi rồng thì bị khiên động hướng giang giật công kích mà tới. Giang giật trong thân thể vận chuyển vừa mới lĩnh ngộ đại thành lôi sinh phong áo nghĩa, để hắn càng thêm lớn vui sự tình phát sinh những cái kia đến gần vòi rồng toàn bộ hóa thành từng sợi năng lượng màu xanh hướng hắn bụng dưới vào tới. Giang giật cây đúc chi nguyên thu hồi, những cái kia năng lượng màu xanh tràn vào bụng của hắn, cuối cùng ra thứ chín khỏa tinh thần bên trong. Tốt, Giang giật cả người đều mềm nhũn ra, lơ lửng ở trong lòng một khối đại thạch đầu triệt để rơi xuống. Hắn đem phụ cận phong chi nguyên sau khi hấp thu, nhìn qua phía trên nhàn nhạt minh khí, cười lạnh, "Là vị nào minh vương đang dò xét lần này các ngươi đưa cho ta đại lễ ta nhận, chờ ta ra ngoài ngày, nhất định trả lại cho các ngươi một phần càng lớn lễ vật." Bên ngoài ngay tại dò xét minh đế hổ khu run lên, phía sau lưng tựa như nước lạnh dội xuống. Chương 2019, thử thiết thú, tiểu mãnh, da, Giang giật bạo giống một tiếng, triệt tiêu hỏa chi nguyên đồng thời đem thôn thiên thú triệu tập ra. Hắn thân thể hướng nơi xa chạy như điên, nhanh chóng hấp thu phong chi nguyên, tiểu thú thì khống chế phong chi nguyên bên trong tiểu côn trùng, loại này tiểu côn trùng quá tốt khống chế, nhẹ nhõm từng mảnh từng mảnh khống chế. Giang giật tại thiên đình phụ cận dạo qua một vòng, đem phụ cận phong chi nguyên toàn bộ hấp thu, tiểu thú thì thuần hóa mấy chục vạn côn trùng. Giang giật đem những này tiểu côn trùng đều truyền tống vào thiên đình bên trong, những này tiểu côn trùng rất khủng bố, vô thanh vô tức vô hình, hoàn toàn nhưng so sánh một đội đại quân. Hiu, Giang giật truyền tống vào thiên đình bí cảnh bên trong, cũng không có cùng mọi người giải thích quá nhiều, dù sao một thứ gì đó quá mức huyền diệu, cùng chiến vô song bọn người giải thích cũng không hiểu. Hắn chỉ nói là hắn cảm ngộ một loại cường đại áo nghĩa, chiến lực lần nữa tăng lên, thoát khỏi một cái khốn cảnh. Mọi người vui mừng hớn hở, đều không tu luyện, toàn bộ đi một cái thiền điện bên trong cho Giang giật chúc mừng. Giang giật người này bình thường cũng sẽ không khoe khoang năng lực của mình, lần này lần đầu tiên cho mọi người giải thích, vậy khẳng định là lớn vô cùng đột phá. Phong chi nguyên phá giải, giang giật một thân nhẹ nhõm, cùng mọi người uống mấy chén, nói chuyện phía mấy canh giờ. Tốt, các ngươi đều riêng phần mình đi sửa chữa nghỉ ngơi đi, ta phải làm chính sự. Thiên đình còn vây ở bí cảnh bên trong, giang giật không dám thư giãn, một ngày không xác định thiên đình có thể bay ra ngoài, không coi là triệt để an toàn, giang giật chuẩn bị đi hấp thu thổ chi nguyên hắn thân thể lóe lên truyền tống ra ngoài, đem thiên đình thu nhập thiên châu bên trong. Dù sao bị phong chi nguyên tiếp tục công kích hội tiêu hao năng lượng, hắn cũng không có vội vã hướng tổ chi nguyên bên kia chạy đi, tự đứng tại chỗ trở lấy phong chi nguyên tới gần, trở lấy những cái kia tiểu côn trùng chủ động công kích. Xuy suy tiểu côn trùng liên tục không ngừng bị dẫn dắt, phong chi nguyên bị khiên động, từng cái tiểu long cuốn phong bay tới, lại bị giang giật nhẹ nhõm thu nhập thứ 9 khỏa tinh thần bên trong, tiểu côn trùng từng mảnh từng mảnh bị tiểu thú thuần hóa truyền tống vào thiên châu bên trong. Những cái kia phong chi nguyên đi thứ 9 khỏa tinh thần bên trong, rất kỳ dị là cũng không có giống còn lại thiên địa bản nguyên an tĩnh ở lại, mà là tại thứ 9 khỏa tinh thần bên trong nhanh chóng bay múa. Đằng sau giang giật cảm thấy quá chậm, chủ động hướng phong chi nguyên tới gần, phi tốc hấp thu phụ cận phong chi nguyên. Cái này bí cảnh rất lớn, phong chi nguyên rất nhiều, toàn bộ bí cảnh đều là, ít nhất có mấy ngàn vạn đoàn. Giang giật tại phụ cận bôn tẩu mấy canh giờ, hấp thu hơn trăm vạn đoàn phong chi nguyên, tiểu thú khống chế mấy ngàn vạn phong trùng. Không sai biệt lắm, Giang giật ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một cái cự thạch, Si Hồng nói thổ chi nguyên ngay tại cự thạch phía dưới, bất quá. Cự thạch bên trong có sinh mệnh khí tức, rất có thể có kỳ dị sinh mệnh. Những thiên địa này bản nguyên có thể dựng dục ra sinh mệnh, Giang giật không cảm thấy kỳ quái, Si Hồng liền là hỏa chi nguyên dựng dục. Mộc chi nguyên dựng dục ra thụ yêu cùng sinh mệnh chi đằng, phong chi nguyên dựng dục ra phong trùng, thổ chi nguyên bên trong dựng dục ra một cái kỳ thú rất dễ lý giải. Hắn chậm chạp hướng cự thạch tới gần, càng là hướng cự thạch tới gần, trọng lực càng lớn, giang giật hành tẩu tốc độ cũng càng chậm. Si hồng đại nhân, người có thể tra xét được cự thạch bên trong dựng dục sinh mệnh là quái vật gì sao chiến lực như thế nào. Rời đi cự thạch có trăm dặm, giang giật ngừng lại truyền âm cho si hồng, cái sau dò xét một trận, truyền âm nói, không thể, cự thạch kia mật độ phi thường lớn, thần thức đều không thể điều tra đi vào, Bất quá quái thú này ta cảm ứng khí tức, cũng không yếu tại cấp cao nhất ngụy đế cấp đi, có khả năng đạt đến phong đế cấp chiến lực. Phong đế cấp, Giang giật sắc mặt ngưng trọng lên, phong đế cấp cũng không phải nói đùa, rất có thể một chiêu bắt hắn cho dây. Hắn nghĩ nghĩ đem phụ cận phong chi nguyên toàn bộ hấp thu, sau đó lấy ra thiên châu muốn đem thiên đình lấy ra. Chỉ là, đến nơi này không gian dị thường vững chắc, thiên châu quang mang lấp lánh thế mà không cách nào xuất hiện, Giang giật chỉ có thể lui ra phía sau, trọn vẹn lui về phía sau hơn 300 dặm hắn mới có thể lấy ra thiên đình. Tốt, Giang giật trong ánh mắt quang mang lập lè, đối tiểu thú nói tiểu mãnh người khống chế một đám phong trùng đi công kích phía trước khối kia màu vàng đất cự thạch, nhìn xem có thể hay không đem trong viên đá cự thú dẫn ra người khác đừng áp sát quá gần, kia cự thú vừa ra tới người lập tức rút lui. Được rồi, đại mãnh liệt xem ta, tiểu thú ngạo kiều móc đầu lên mang theo mấy chục vạn phong trùng bay mất, bất quá bay lên bay lên trọng lực quá lớn, nó tốc độ phi hành quá chậm, cuối cùng dứt khoát bay xuống đi bôn tàu. Khoảng cách hơn 400 dặm, Giang giật thần thức miễn cưỡng có thể lan tràn đi qua, hắn một mực khóa chặt khối cự thạch này, tùy thời chuẩn bị truyền âm cho tiểu thú, để nó rút lui. 200 dặm, 100 dặm, 30 dặm, tiểu thú ngừng lại, nó khống chế mấy chục vạn phong trùng hướng cự thạch bay đi. Phong trùng tới gần cự thạch lúc, tốc độ càng ngày càng chậm, chờ khoảng cách cự thạch chừng một dặm cũng bay không nổi, chỉ có thể bỏ sát đi qua. Mấy chục vạn phong trùng trùng trùng, trùng điệp điệp bò qua đi, phong trùng là trong suốt, sở dĩ nhìn bên kia không gian từng đợt rất nhỏ ba động, rất là kỳ dị. Các loại chờ phong trùng toàn bộ tới gần cự thạch, tiểu thú khống chế phong trùng bắt đầu gặm cắn cự thạch. Để giang giật có chút vui mừng là phong trùng răng phi thường sắc bén, mặc dù gặm cắn tốc độ chậm như ốc sen, nhưng vẫn là từng điểm từng điểm đem cự thạch cho gặm cắn đi. Cự thạch có phương viên ngàn trượng đại, như một cái cự đại trứng ngỗng, mấy chục vạn phong trùng đem cự thạch bao vây lại theo tứ phía gặm cắn, tốc độ phi thường chậm, đoán chừng muốn chờ cự thạch toàn bộ gặm được, ít nhất phải mấy ngày thời gian. Giang giật ngược lại không gấp, mấy ngày thời gian hắn chờ được. Hắn một ngày không chết thiên phượng đại đế một ngày tựu không chết được, vừa rồi có cái minh vương đang lặng lẽ dò xét, hắn đã buông lời đi ra, minh vương càng không khả năng giết chết thiên phượng đại đế. Gặm một canh giờ, cự thạch bị gặm chỗ từng cái lỗ hồng nhỏ, bên trong nhưng không có bất luận cái gì động tính. Giang giật chờ đến buồn tẻ, dứt khoát để tiểu thú trở về, dù sao tiểu thú không dưới mệnh lệnh những cái kia phong trùng hội một mực gặm cắn, thẳng đến đem cự thạch hoàn toàn gặm được mới thôi. Hắn mang theo tiểu thú vây quanh cự thạch tiếp tục hấp thu phong chi nguyên khống chế phong trùng, chờ phong trùng quá nhiều về sau, khống chế đi thiên đình phụ cận, truyền tống vào đi. Nửa ngày, một ngày, hai ngày, phương viên ngàn trượng cự thạch bị gặm được gần một nửa, giang giật đem phương viên mấy ngàn dặm phong chi nguyên đều hấp thu, phong trùng đã bị thuần hóa mấy ngàn vạn. Ba ngày, bốn ngày, phương viên vạn lý đã không có phong chi nguyên, càng xa xôi phong chi nguyên cùng phong trùng bởi vì khoảng cách quá xa, không cảm ứng được bên này sinh mệnh khí tức, cũng không tới. Cự thạch đã còn lại không đến một nửa, Giang Giật Đình chỉ hấp thu phong chi nguyên, chuyên tâm dò xét cự thạch bên này, chờ đợi cự thạch bên trong quái vật xuất hiện. ầm um, tại một ngày về sau, còn lại không đến phương viên 300 trưởng cự thạch đột nhiên nổ tung, một cái cự thú lộ ra diện mục dữ tợn. C, thiết thú, Si Hồng hơi kinh ngạc truyền âm nói, trước kia nghe đồn có dạng này một loại kỳ thú, không nghĩ tới thật tồn tại giang giật người phải cẩn thận, loại này cự thú dùng hàn thiết làm thức ăn, bài thiết vật như thép, có thể làm binh khí. Toàn thân phòng ngự nghịch thiên, va chạm lực kinh khủng hơn, thiên đình bên trong sách sử ghi chép, đã từng một cái thử thiết thú đem một cái giới diện giới chủ thành cấm chế 10 lần va chạm tựu đụng phá, nó mạnh mẽ đâm tới trăm lần, tòa thành lớn kia tựu bị san thành bình địa. Thiên đình phòng ngự mặc dù cường đại, đoán chừng cho nó đụng vào mấy chục vạn lần, cũng sẽ sống sờ sờ đâm cháy. Cắt cắt chương 2020, bướng bỉnh nghiêu, lợi hại như vậy, Giang giật thần thức khóa chặt nơi xa cái kia thân thể đạt tới hơn 100 trượt, hình thể thoạt nhìn như là một đầu trâu đen, nhưng trên lưng đều là gai nhọn quái thú âm thầm kinh hãi. Lui, hắn không dám mạo hiểm, mang theo tiểu thú hướng thiên đình thối lui. Hắn thân tử không động còn tốt, khẽ động lập tức hấp dẫn nơi xa cái kia thử thiết thú chú ý, một đôi to lớn con người băng lãnh quét tới. Bò, o, à. thử thiết thú giống dài một tiếng, giang giật cảm giác chính mình linh hồn đều bị chấn động không ngớt, kia thử thiết thú hai chân trầm xuống chạy như điên. Phanh phanh, thử thiết thú kia như đá cây cột chân lớn mỗi lần trên mặt đất một phát lần, mặt đất đều kịch liệt chấn động. Giang giật rời đi thử thiết thú có 300 dặm, đều có thể cảm giác bên này mặt đất đang chấn động, có thể tưởng tượng thử thiết thú lực lượng lớn bao nhiêu phanh 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 phanh, tiếng bước chân vang lên đến càng ngày càng nồng đậm, giang giật thần thức có thể dò xét, cái kia thử thiết thú tốc độ càng lúc càng nhanh, đã biến thành một việt đen, tự tựa như một tòa cự đại màu đen sơn phong đang di động, bốn phía không gian đều khoảng cách chấn động, thấy làm cho lòng người giật mình. Nhanh, giang giật xung hợp huyền hoàng chi lực vận chuyển, tốc độ đạt đến cực hạn, cũng may hắn cách ly thiên đình cũng không xa, tại hao tốn mấy hơi thời gian rốt cuộc tới gần thiên đình phanh 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 nơi xa một đạo thép thiết hồng lưu gào thét mà đến mang theo không gian tiếng rít cùng mặt đất kịch liệt chấn động âm thanh giang giật nhìn thoáng qua nội tâm càng thêm hoảng sợ bởi vì thử thiết thú những nơi đi qua không gian thế mà vỡ ra xuất ra đạo đạo khe hở nó bôn tẩu tốc độ quá nhanh lại đem không gian đều cho xé rách phải biết nơi này không gian thế nhưng là dị thường vững chắc a à. ông thân thể của hắn truyền tống vào thiên đình bên trong tại hắn trở ra hai hơi thời gian kia cự thú hung hăng đụng vào thiên đình phía trên. Anh cả tòa thiên đình hơi chấn động một chút, giang giật thần thức quét qua đằng sau sắc biến đổi, một kích này lực công kích thế mà miễn cưỡng nhưng so sánh thanh đế. Mặc dù cái này thử thiết thú là mạnh mẽ đâm tới mà đến, phong đế cấp cường giả hẳn là có thể tránh, nhưng như thế dọa người lực lượng vẫn là đem giang giật cho giật mình. Giang giật vận chuyển dung hợp huyền hoàng chi lực về sau, lực lượng nhưng so sánh phong đế cấp, như bị cái này thử thiết thú đụng vào, hắn tuyệt đối sẽ thịt nát xương tan. Hưu, Phía ngoài thử thiết thú va vào một phát sau lập tức quay đầu, hướng nơi xa chạy như điên, chờ Bôn Tẩu ngàn dặm về sau, quay đầu lần nữa hóa thành một đạo thép thiết hồng lưu hướng Thiên Đình va chạm mà tới. Oanh, Thiên Đình lần nữa hơi chấn động một chút, bên trong năng lượng nhanh chóng bị tiêu hao, sau đó thử thiết thú lại bắt đầu quay đầu. Cái này thử thiết thú công kích xem ra rất đơn giản một, liền là bằng vào lực lượng cường đại va chạm. Nó hiển nhiên cùng giang giật đòn khiêng lên, không đem Thiên Đình đụng nát tuyệt không bỏ qua. Hưu Si Hồng không có truyền âm, hiển nhiên cũng không có cách nào đối phó thử thiết thú. Giang giật cắn răng truyền tống ra ngoài, sau đó thả ra vô số phong chi nguyên lơ lửng tại thiên đình phía trước, hắn muốn nhìn một chút phong chi nguyên năng không dọa lùi thử thiết thú. Ý nghĩ của hắn quá ngây thơ rồi, thử thiết thú không có kỵ chút nào, mạnh mẽ đâm tới mà đến, trực tiếp đâm xuyên phong chi nguyên. Tiểu long cuốn phong xoắn tại thử thiết thú bên trên tựa như kim thiết chạm vào nhau, lôi ra từng mảnh hỏa hoa, vang lên từng đạo kim thiết đụng nhau thanh âm toàn bộ phong chi nguyên bị thử thiết thú chen tới hai bên nam châm thú tốc độ chỉ là có chút giảm bớt một phần lần nữa đụng vào thiên đình bên trên Phòng ngự thật lợi hại như vậy giang giật không tin tưởng chờ đợi thử thiết thú quay đầu về sau lại một lần nữa truyền tống ra ngoài vận chuyển hỏa chi nguyên đối phía trước hung hăng vỗ tới sau đó thuấn gian truyền tống vào đây đông dạng thử thiết thú không có nửa điểm e ngại mạnh mẽ đâm tới mà đến bá đạo hỏa chi nguyên mặc dù để thử thiết thú toàn thân trở nên cháy đen làn da bị đốt bị thương nhưng thử thiết thú hoàn toàn không có để ý, hung hăng đụng vào thiên đình bên trên. Quay đầu, tiếp tục đến, để giang giật rất là uể oải chính là thử thiết thú dạo qua một vòng, mặt ngoài cháy đen làn da lại khôi phục hơn phân nửa, nó bản thân chữa thương năng lực quá mạnh, nhục thân cường đại đến làm người sợ hãi. Không có biện pháp, giang giật chỉ còn lại một chiêu cuối cùng, chờ thử thiết thú va chạm thiên đình một khắc này, gốc cây theo thiên đình bên trong toát ra đi, đưa nó thân thể cuốn lấy sinh mệnh chi đằng đồng thời bắn đi ra cuốn lấy một cái chân của nó, nhanh chóng hấp thu sinh mệnh chi lực. Tạch tạch tạch, thử thiết thú thân thể nhất chuyển, gốc cây toàn bộ đứt gãy, giang giật khống chế được rất khéo léo, để sinh mệnh chi đằng giải thoát rồi đối thử thiết thú khống chế. Thử thiết thú cuồng chạy mà đi, bất quá đang phi nước đại lúc nhìn lướt qua sinh mệnh chi đằng, còn người băng lãnh bên trong hiện lên một chút vẻ sợ hãi. Tốt, mặc dù sinh mệnh chi đằng hấp thu thử thiết thú yếu ớt sinh mệnh chi lực, nhưng một lần hấp thu một điểm, mặc cho thử thiết thú lại cường đại, cũng có thể mài chết nó. Thiên đình bên trong cửu thiên tỏa tinh trận hấp thu hơn một vạn năm tinh thần năng lượng, tích lũy năng lượng đã đạt đến dọa người tình trạng. Mặc dù cái này thử thiết thú công kích miễn cưỡng nhưng so sánh thiên đế, nhưng kháng trụ mấy chục vạn lần hoàn toàn không có vấn đề. Giang giật tự không tin tưởng, hắn thất thải gốc cây hấp thu mấy vạn tái sinh mệnh chi lực, cái này thử thiết thú còn có thể không chết. Thử thiết thú lại một lần va chạm mà đến, Sang giật lặp lại chiêu cũ để gốc cây ra ngoài cuốn lấy nó trong nháy mắt, dùng sinh mệnh chi đằng hấp thu tính mạng của nó chi lực. Như thế lặp đi lặp lại, bất luận cái gì lại sinh vật hùng mạnh, tính mạng của nó chi lực một khi sói mòn, nó sẽ trở nên già đi, trở nên suy yếu. Coi như Cửu Dương Thiên Đế năm đó như vậy cường đại, tại nó thọ nguyên sắp tới thời điểm, chiến lực cũng giảm bớt đi nhiều, mới có thể bị Minh Đế áp chế. Một cái thiên thần tại sắp chết thời điểm, có thể đều sẽ bị một đứa bé nhẹ nhõm chém giết. Thử thiết thú cũng là như thế, tại va chạm hơn 3.000 lần về sau, tốc độ của nó rõ ràng bắt đầu hạ xuống. Sinh mệnh chi lực bị hấp thu quá nhiều, để nó trở nên suy yếu, lực lượng tốc độ đều giảm bớt đi nhiều. Bất quá khả năng này là đầu bướng bình nhiêu, giang giật càng là hấp thu tính mạng của nó chi lực, nó càng là nổi giận, lần lượt gào thét vào tới, lần lượt bị sinh mệnh chi đằng hấp thu sinh mệnh chi lực, thiên đình mỗi lần ngoại trừ khẽ run lên sau cũng không có quá lớn phản ứng. 5.000 lần, bướng bình nhiêu dừng bước đứng ở thiên đình bên ngoài ngàn trượng, nó trong mắt vẫn như cũ rất là nổi giận, nhưng đã không dám tiếp tục đánh sâu vào. Linh trí của nó rõ ràng không thấp, nó theo nổi giận bên trong thanh tỉnh lại, biết rõ nó là không cách nào đụng nát tòa thành trì này, không cách nào xé rách bên trong cái kia nhân loại ti bỉ. Tiếp tục xung kích, nó có thể bị cây kia dây leo quỷ hấp thu càng nhiều sinh mệnh chi lực, cuối cùng chết tại thiên đình phía dưới. Ông, nó nghĩ từ bỏ tiến công, giang giật lại không vui, một đạo bạch quang lấp lánh giang giật ra thiên đình bên ngoài. Sang giật trong mắt đều là khinh miệt, đùa cợt nhìn qua thử thiết thú quát khẽ, trông ngốc làm sao không công kích đến a, à, ta tự đứng tại cái này cho ngươi đụng, có gan ngươi liền đến. Dựa vào, thật đến a? À, Sang giật lời còn chưa nói hết, thử thiết thú tựa như nhìn thấy vải đỏ đấu bò, con mắt hiện ra hồng quang lại một lần nữa gào thét mà tới. Sang giật vội vàng truyền tống vào đi, thử thiết thú lại một lần hung hăng đụng vào thiên đình bên trên, lần này không có gì bất ngờ xảy ra lại bị gốc cây cuốn lấy một cái thất thải gốc cây lặng yên từ phía dưới nhô ra, điên cuồng hấp thu tính mạng của nó chi lực. Giang giật đứng tại thiên đình nội điện bên trong, nhìn qua nổi giận thử thiết thú lần lượt vào tới, trong mắt của hắn vẻ đùa cợt biến mất, tinh tế tính toán một chút, gật đầu nói ra, năm ngàn lần, lại đến năm ngàn lần, đầu này bướng bỉnh như liền muốn biến thành châu chết. chương 2021, thần phục hoặc là chết. Cái này đích xác là một đầu bướng bỉnh như, lần lượt va chạm, mỗi lần chờ nó theo nổi giận bên trong tỉnh táo lại ngừng lúc công kích, giang giật nhiều lần đều sẽ xuất hiện chọc giận thử thiết thú. Cái này thử thiết thú tính khí rất táo bạo, bị giang giật chọc giận sau lập tức cái gì đều không để ý, lần lượt va chạm mà đến. Nương theo lấy lần lượt sinh mệnh chi lực ăn cắp, thử thiết thú tốc độ càng ngày càng chậm, thân thể càng ngày càng suy yếu, lực pha đập càng ngày càng yếu. Lần nữa bị giang giật ăn cắp 3.000 lần sinh mệnh chi lực về sau, thử thiết thú rốt cục sợ hãi. Tốc độ nó so đỉnh phong thời kỳ yếu đi ít nhất 2 phần 3, tốc độ đều chỉ nhưng so sánh đao nô tốc độ, và chạm lực yếu quá nhiều, chỉ có thể so phổ thông ngụy đế cấp. Châu ngốc, mau tới công kích, lần này ta không đi, tự cho ngươi đục, mau tới. Giang giật lại một lần truyền tống ra khiêu khích, nhưng thử thiết thú lần này bất luận giang giật làm sao khiêu khích quả thực là không tới. Mà còn chờ một hồi thế mà hướng nơi xa chạy như điên, không tiếp tục để ý giang giật. Hừ, muốn chạy trốn cũng không có dễ dàng như vậy thử thiết thịt thú vật thân cường đại, giờ phút này mặc dù suy yếu, nhưng đoán chừng qua một đoạn thời gian hội khôi phục rất nhiều, đến lúc đó Giang giật lại muốn tìm tốn thời gian cùng tinh lực, thiên đình năng lượng hội hao tổn. Hưu, Giang giật đem thiên đình thu nhập thiên châu bên trong thân thể bắn tới, huyền hoàng chi lực vận chuyển, tốc độ tiêu thăng nhanh chóng hướng thử thiết thú phóng đi. Bò, o, à, bò, o, à. Giang giật đuổi theo, thử thiết thú nổi giận, thiên đình cũng đã biến mất. Thử thiết thú ngạo nghễ không sợ hướng giang giật vào tới, nghĩ một cước liền đem cái này nhân loại nhỏ bé dẫm lên thành thịt nát. Hừ, dung hợp huyền hoàng chi lực vận chuyển, giang giật tốc độ tiêu thăng, trong tay hắn hắc minh kiếm xuất hiện hai tay nắm chặt, vận chuyển phong chi áo nghĩa, tốc độ tiêu thăng, mang theo vạn quân chi lực đối thử thiết thú thật cao nâng lên chân lớn đập ầm ầm đi. Giang giật vận chuyển dung hợp huyền hoàng chi lực lực lượng sẽ đạt tới phong đế cấp, hắc minh kiếm lại là hồng mông linh bảo, lại thêm có thể làm cho tốc độ công kích gia tăng mấy lần phong chi áo nghĩa, một kiếm này lực đạo 10 phần, đoán chừng đao nô bị chém chúng không chết cũng muốn trọng thương. Trái lại thử thiết thú, giờ phút này thân thể cực kỳ suy yếu, lực lượng đại giảm, còn không có bắt đầu chạy ra tốc, lực lượng tự nhiên lại giảm một phần. Bị giang giật hung hăng bổ chúng, mặc dù cái kia ụ đá con chân lớn cũng không nhận được quá lớn thương hại, giống như núi nhỏ thân thể lại bị đập bay lăn lộn ra ngoài, dòng dã lộn ngàn trượng xa. Bò, o, à, bò, o, à. thử thiết thú quay cuồng lên, to lớn trong con người đều là không dám tin, cái này như con kiến hôi nhân loại lại có như thế lực lượng cường đại. Nó trong mắt lần nữa hiện lên nổi giận chi quang, tứ chi trầm xuống, thân thể nổ bắn ra mà đến, trên đầu độc giác đè vào phía trước, muốn đem giang giật đụng thành thịt nát. Đến hay lắm, giang giật hét lớn, không lùi mà tiến tới, tốc độ đạt đến cực hạn, khoảng cách thử thiết thú mấy chục trượng lúc, thân thể chịu lấy trọng lực nhảy lên thật cao, đột nhiên hướng phía dưới cái kia màu đen độc giác đánh xuống. ầm um giang giật bay rớt ra ngoài 10 trượng hai tay thấy đau nhưng thử thiết thú thảm hại hơn to như một ngọn núi nhỏ thân thể lăn lộn ra ngoài lần này lăn xuống hơn hai ngàn trượng bò o à, bò o à. thử thiết thú sợ đứng lên tự hướng nơi xa chạy trốn giang giật khổ truy không bỏ tốc độ so thử thiết thú nhanh hơn chỉ là mười mấy hơi thở thời gian tự đuổi kịp đối phía sau lưng của nó lần nữa trùng điệp đánh xuống ầm um, thử thiết thú lăn lộn ra ngoài bất quá phòng ngự của nó quá mạnh Giang giật công kích ba lần đều không có tại trên người nó lưu lại bất kỳ vết thương nào, cái này lực phòng ngự đoán chừng phổ thông phong đế cấp đều rất khó phá vỡ. Thử thiết thú đứng lên liền chạy, triệt để bị giang giật dọa sợ, giang giật nghĩ nghĩ nhanh chóng đuổi kịp, lần này nhưng không có công kích, mà là trực tiếp lên nó kia rộng lớn cõng. Ông, trên đùi hắn quang mang lấp lánh, sinh mệnh chi đằng theo mộc chi nguyên bên trong nhô ra đến, trực tiếp cuốn lấy thử thiết thú mấy cây gai nhọn, xuyên thấu qua gai nhọn bắt đầu hấp thu thử thiết thú sinh mệnh chi lực bò o à, bò o à. thử thiết thú nổi giận không ngừng vung lên trưởng vó ngửa đầu kêu to muốn đem giang giật quang bay ra đi chỉ là trên lưng hắn có gai nhọn giang giật nhẹ nhõm có thể bắt lấy căn bản là không có cách quăng bay đi ầm um, thử thiết thú hướng nơi xa một tòa núi nhỏ hung hăng đánh tới vấn đề là giang giật nhục thân cường đại làm sao có thể đụng bị thương thử thiết thú công kích quá đơn nhất nó phòng ngựa cường đại đổi lại những người khác coi như lên lưng của nó đoán chừng cũng không gây thương tổn được nó lại không nghĩ rằng gặp được sinh mệnh chi đằng, có thể hấp thu sinh mệnh chi lực. Một canh giờ, hai canh giờ, thử thiết thú mang theo gian giật tại trên hoang dã lao nhanh, không biết bôn tẩu bao nhiêu dặm không biết đụng nát bao nhiêu thạch phong, ngọn núi. Nó còn nếm thử trên mặt đất lăn lộn, đột nhiên giảm tốc các loại biện pháp. Giang giật như một khối thuốc cao da chó dính tại trên người nó liền là không xuống, sinh mệnh chi đằng liên tục không ngừng hấp thụ tính mạng của nó chi lực, để nó nhục thể càng ngày càng suy yếu, xương cốt đều lõm xuống dưới tốc độ cũng càng ngày càng chậm sau ba canh giờ thử thiết thú không còn dày vò ngã trên mặt đất từng ngụm từng ngụm thở cốt nhục của nó thật sâu lõm đi vào vỏ khô rủ xuống sinh mệnh khí tức yếu ớt thoạt nhìn như là một cái liền muốn chết già voi c thiết thú giang giật tại lúc này thu hồi sinh mệnh chi đằng ánh mắt của hắn băng lãnh nhìn qua thử thiết thú nói ra ta biết ngươi có thể nghe hiểu ta ta cho ngươi hai lựa chọn hoặc là làm của ta linh thú ta sẽ để cho ngươi khôi phục trạng thái đỉnh phong, ngươi chỉ cần làm việc cho ta trăm năm, ta liền trở về trả lại ngươi tự do. Muốn sao, ngươi liền chết, thử thiết thú phòng ngự cùng lực lượng quá cường đại, giang giật động thu lấy chi tâm. Đây chính là một cái chiến tranh quái thú A, xông vào địch nhân trận doanh bên trong không cần công kích, trực tiếp đụng là có thể đem rất nhiều địch nhân đụng chết. Mà lại thử thiết thú phòng ngự biến thái, hắn có thần thụ diệp phối hợp thử thiết thú, cái kia chính là không chết tồn tại, trừ phi minh đế cùng thanh đế xuất thủ công kích bò, o, à, bò, o, à. thử thiết thú quả nhiên có thể nghe hiểu tiếng người, nhưng nó mở ra hư nhược con ngươi, nổi giận giống lên hai tiếng. Giang giật mặc dù nghe không hiểu nhưng có thể theo nó trong ánh mắt cảm nhận được đùa cợt cùng mỉa mai, ý tứ nhân loại nho nhỏ cũng nghĩ thu nó là linh thú nằm mơ. Giang giật bất động thanh sắc, sinh mệnh chi đằng ló ra, lần này lại bắt đầu phản quán thâu sinh mệnh chi lực, để thử thiết thú con người thoáng cái phát sáng lên. Nhưng mà, một lát sau, Giang giật khống chế sinh mệnh chi đằng lại bắt đầu cấp tốc hấp thụ sinh mệnh chi lực, thử thiết thú theo thiên đường rơi xuống địa ngục, trong mắt đều là nổi giận, dẫy ruộng lấy bạo hống. Giang giật coi thường nó tức giận, tiếp tục hấp thụ sinh mệnh chi lực, hấp thụ một nén nhang sau phản quán chú sinh mệnh chi lực, chờ thử thiết thú ánh mắt lộ ra vui mừng, lần nữa đảo ngược hấp thu sinh mệnh chi lực. Như thế phản phục dòng dã một canh giờ, thử thiết thú sinh mệnh chi lực đã không sai biệt lắm khô kiệt, Giang giật lạnh giọng cuối cùng hỏi, thần phục, vẫn là chết. Bò. Ồ, ờ, thử thiết thú phi thường xác định hết to một tiếng, trong mắt đều là vẻ kiên định. Cường đại sinh mệnh tồn tại nó đều có tôn nghiêm của mình, tại nó trong lòng giang giật chỉ là một cái nhân loại nhỏ bé, bằng vào một chút yêu pháp thắng nó thôi, lại thế nào có thể thần phục tại giang giật dưới chân. Vậy ta tự tiến ngươi lên đường đi, giang giật từ trước giết chóc quả quyết, đã không vì mình sử dụng, lại không muốn nó ảnh hưởng chính mình hấp thu thổ chi nguyên, hắn chỉ có thể chém giết thử thiết thú. Chờ chút, đúng lúc này, si hồng đột nhiên truyền âm nói ngươi đem thử thiết thú mang đến thổ tri nguyên phụ cận để nó nhìn xem ngươi hấp thu thổ tri nguyên thổ tri nguyên là dễ của nó bản người hấp thu thổ tri nguyên nói không chừng nó có thể thần phục giang dập nghĩ nghĩ tựa hồ có chút đạo lý dù sao thử thiết thú không có bất kỳ cái gì uy hiếp hắn tùy ý có thể giết chết hắn thân thể theo thử thiết thú bên trên bay vọt mà xuống sau đó dùng gốc cây cuốn lấy thử thiết thú độc giác hắn kéo lấy cự thú nhanh chân hướng thổ tri nguyên phụ cận đi đến chương 2022, không có một ngọn cỏ. Giang giật không cao lắm đại, đương nhiên coi như dáng người khôi ngô cùng chiều cao đạt tới hơn 100 trượng thử thiết thú so sánh, cũng là như voi cùng kiến tộc khác nhau. Giống như giờ phút này có phổ thông bình dân nhìn thấy giang giật kéo lấy thử thiết thú cuồng chạy tràng diện, khẳng định sẽ đem giang giật xem như tiên nhân. Thử thiết thú rất nặng, đối với giang giật tới nói cũng không có áp lực, hắn đều không cần vận chuyển dung hợp huyền hoàng chi lực, chỉ cần bằng vào phổ thông huyền hoàng chi lực tự nhẹ nhõm có thể kéo lấy thử thiết thú tiến lên. Hắn cách thổ chi nguyên bên kia có chút khoảng cách, bôn tẩu dòng dã ba canh giờ mới đi đến thổ chi nguyên phụ cận. Đến nơi này trọng lực dần dần trở nên cường đại, thử thiết thú nhìn thấy giang giật đưa nó kéo đến kề bên này hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Giang giật nhưng không có lên tiếng, thẳng đến đem thử thiết thú kéo đến thổ chi nguyên phụ cận 10 dặm mới ngừng lại được. Hô hô, hắn từng ngụm từng ngụm ít mấy hơi, sau đó hướng thổ chi nguyên bên kia đi đến, đến khối cựu thạch này khu vực trung tâm, si hùng truyền âm vang lên, ngay tại lần này mới. Tốt, Giang giật ngồi xếp bằng trên mặt đất, vận chuyển lôi sinh thổ áo nghĩa, rất nhanh chuyện thần kỳ phát sinh phụ cận mặt đất tầng tầng chấn động, sau đó từng đạo màu vàng đất khí lưu từ dưới đất xuất hiện, quay quanh tại Giang giật trên thân thể, cuối cùng bị hắn hút vào trong bụng. Bò, o, à, thử thiết thú coi là nhìn lầm, chớp chớp con mắt thật to quái khiếu một tiếng, nhìn thấy thổ chi nguyên bị Giang giật liên tục không ngừng sau khi hấp thu, nó lập tức giận tím mặt, gào thét không ngừng. Đối với thử thiết thú tới nói thổ chi nguyên càng giống là thân nhân của nó, bởi vì nó là thổ chi nguyên bên trong dựng dục ra tới. Nó không sợ chết, lại sợ hãi thổ chi nguyên biến mất, nếu không có thổ chi nguyên nó tại cái này cũng không tiếp tục chờ được nữa. Cũng như trước kia giang giật hấp thu hỏa chi nguyên đầu kia hỏa xà phản ứng, nó vô cùng nổi giận, đại hống không ngừng. Giang giật coi thường thử thiết thú, nhanh chóng hấp thu thổ chi nguyên, phía dưới thổ chi nguyên rất nhiều, liên tục không ngừng tiến vào giang giật trong thân thể, đi vào thứ 9 khỏa tinh thần bên trong. Hơn 4 canh giờ về sau, phía dưới ẩn chứa thổ chi nguyên toàn bộ bị giang giật hấp thu. Không ra giang giật ngoài ý liệu, trong này trọng lực biến mất, biến mất vô tung vô ảnh. Trọng lực khủng bố như thế quả nhiên là bởi vì thổ chi nguyên quan hệ. Hưu, giang giật thân thể bay vụt mà lên, thoáng cái tự bay lên cao vạn trượng uổng phí, hắn nhanh chóng đem phụ cận mấy chục đoàn phong chi nguyên sau khi hấp thu, thân thể bay vụt mà xuống, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua thử thiết thú đạo, không nghĩ ra ta cho ngươi biết, ta không chỉ có thể hấp thu dựng dục ra ngươi thổ chi nguyên, còn có thể hấp thu hỏa chi nguyên, mộc chi nguyên, phong chi nguyên các loại chờ tất cả thiên địa chi nguyên. Ngươi đi theo ta không làm mất mặt ngươi, mà lại đi theo ta, ta có thể cho ngươi vô tận thổ chi nguyên để ngươi không ngừng trở nên cường đại. Cho ngươi sau cùng một lần lựa chọn, thần phục hoặc là chết. Thử thiết thú trầm mặc, giang giật có thể đem thai ngén nó ra thần thổ hấp thu, cái này khiến nó đã là nổi giận lại là e ngại cái này tại nó cho rằng là thần thổ tồn tại thế mà cũng có thể bị một cái nhân loại nho nhỏ hấp thu ông giang giật trong tay sáng lên một đoàn màu vàng đất thổ tri nguyên xuất hiện tại thổ tri nguyên sau khi xuất hiện phụ cận trọng lực đột nhiên trở nên khủng bố giang giật hấp thu thổ tri nguyên đối trọng lực miễn dịch hắn nhẹ nhõm nhìn qua thử thiết thú đạo đi theo ta đi ta có thể giúp người khắp thế giới tìm kiếm thổ tri nguyên thổ tri nguyên càng nhiều thực lực của ngươi có thể tiến hóa đến càng nhanh Giang giật tựa như một cái lừa gạt tiểu hài quái đại thúc, thanh âm rất có sức mê hoặc, thử thiết thú buồn bực mười mấy hơi thở thời gian về sau, hú lên quái dị đầu có chút điểm một cái. Ha, Giang giật rất là phấn chấn, thử thiết thú năng thần phục, đây đối với hắn là một sự giúp đỡ lớn, thử thiết thú phòng ngự cùng lực lượng có thể làm cho địch nhân của hắn run rẩy. Hắn vội vàng giáo thử thiết thú như thế luyện hóa hồn trùng, chỉ là cái này thử thiết thú có chút đần, Giang giật cuối cùng kêu si hồng ra cùng nó giao lưu, cái này thử thiết thú mới học được dâng ra hồn trùng. Tại tinh thần cùng thử thiết thú có một tia liên hệ về sau, Giang giật lập tức lấy ra sinh mệnh chi đằng cho nó phản quán chú sinh mệnh chi lực. Thử thiết thú lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, nhục thể trở nên phong phú, làn da trở nên có quan hệ trạch, sinh mệnh chi lực dâng trào. Bò, o, à, bò, o, à. thử thiết thú sinh mệnh chi lực nhiều lắm, Giang giật dòng giã quán chú mấy canh giờ, mới khiến cho thử thiết thú khôi phục. Thử thiết thú khôi phục trạng thái đỉnh phong, hưng phấn đại hống vài tiếng. Đi vào đi, Giang giật đem thử thiết thú truyền tống vào thiên đình, thân thể lóe lên hướng giữa không trung bay đi. Hắn cũng không phải là nghĩ trực tiếp ra bí cảnh, mà là đi hấp thu càng nhiều phong chi nguyên, cùng tìm kiếm thủy chi nguyên. Thiên địa bản nguyên là phi thường thần kỳ đồ vật, mỗi một kiện bản nguyên đều có diệu dụng, Giang giật không kịp chờ đợi nghĩ hội tụ kim một thủy hỏa thổ năm loại bản nguyên, nhìn xem có thể hay không triệt để lĩnh hội lôi điện áo nghĩa. Không có trọng lực, tại bí cảnh bên trong tốc độ phi hành thật nhanh, Giang Giật chỉ là tốn hao năm canh giờ, liền đem bí cảnh bên trong tất cả phong chi nguyên đều hấp thu. Bên trong phong trùng đồng dạng bị đều tiểu thú thuần hóa, số lượng đạt đến vài tỷ chỉ, đem thiên đình 3 tầng không gian chật ních một nhanh rất lớn địa bàn. Giang Giật tìm được thủy chi nguyên, bí cảnh phía đông có một mảnh hải, si hồng dò xét đến thủy chi nguyên ngay tại dưới biển. Cái này trong biển có đếm không hết hỗn độn thú, ngàn vạn năm có mấy trăm con, cũng đều là bởi vì thủy chi nguyên nguyên nhân thay ngén mà ra. bất quá thủy chi nguyên phụ cận ngược lại là không có đặc biệt cường đại quái thú, tự liền hỏa xà cấp bậc đều không có đạt tới. hẳn là thời gian còn chưa đủ, giống như tiếp qua vạn năm những này ngàn vạn năm hỗn độn thú đoán chừng liền có thể tiến hóa đến mạnh hơn. y phiêu phiêu không đến, giang giật không có cách nào thuần hóa nhiều như vậy hỗn độn thú, cũng lười tìm những này hỗn độn thú phiền toái. để si hồng gia chân áp hỗn độn thú, hắn hạ biển sâu chỗ sâu nhất dùng lôi sinh thủy áo nghĩa hấp thu một đại đoàn lục sắc thủy chi nguyên cái này thủy chi nguyên cũng không có đặc biệt diệu dụng a à. giang giật có chút kỳ quái dù sao còn lại thiên địa bản nguyên đều có diệu dụng cái này thủy chi nguyên cũng không có phát hiện diệu dụng trước đặt vào đi qua một thời gian ngắn lại nhìn si hồng dò xét một trận không có phát hiện vấn đề giang giật chỉ có thể trước mặc kệ thủy chi nguyên có lẽ về sau liền có thể phát hiện diệu dụng nên rời đi giang giật ánh mắt nhìn về phía trên bầu trời Thủy Chi Nguyên cùng Thổ Chi Nguyên hấp thu, ngoài ý muốn đạt được Phong Chi Nguyên, thuần hóa một cái chiến tranh quái thú thử thiết thú. Lần này Mạo Hiểm xem như phi thường đáng giá, không vào hang cọp, quả nhiên không chiếm được hổ tử. Hiu, Giang Giật bay vụt mà lên, bắn thẳng đến trên không trung, chờ đến Hồng Mông Cương khí phụ cận, Si Hồng Thần thức ló ra, dò xét tình huống bên ngoài. Không có Minh Vương, an toàn. Si Hồng truyền âm vừa vang lên, Giang Giật lập tức bay đi, đâm xuyên Hồng Mông Cương khí ra hư không bên ngoài ông hắn trong nháy mắt lấy ra thiên đình truyền tống vào đi si hồng bắt đầu bốn phía dò xét nhưng mà bên ngoài yên tĩnh an tĩnh đến đáng sợ đừng nói minh vương coi như một cái minh tộc trinh sát đều không nhìn thấy hừ giang giật ánh mắt lộ ra vẻ tức giận hắn đã để minh tộc trinh sát truyền lời minh cổ thế mà còn dám hố hắn thù này không báo cũng không phải là hắn giang giật thiên phượng đại đế bị bắt giờ phút này sinh tử chưa biết giang giật đương nhiên sẽ không không cứu hắn chỉ là dừng một lát tự khống chế thiên đình hướng thiên tề giới bay đi. Nhìn thiên tề giới phương hướng, Giang giật đôi mắt càng ngày càng lạnh, một người lầm bẩm nói, Minh Cổ, người tốt nhất đừng giết phượng tự, nếu không ta định để thiên tề giới không có một ngọn cỏ. chương 2023, Chiến tranh quái thú Giang giật tại bí cảnh bên trong trong khoảng thời gian này, bên ngoài chiến hỏa liên thiên, thiên tượng giới ngoại mặt bí cảnh đã bị tiêu diệt toàn bộ đại bộ phận. Thanh đế mang theo hai cái đại quân đã sớm xuất phát, đoán chừng đã tại nửa đường. Thiên tượng giới bên trong đại quân tụ tập, minh tộc cường giả đều triệu tập đến đây, quân đội điều tập vài ức. Không chỉ chuẩn bị tử thủ thiên tượng giới, còn tại phụ cận tam đại bí cảnh an trí trọng binh, thành kỳ giác chi thế, vô luận nhân tộc tiến công phương nào, địa phương còn lại đều có thể viện trợ, có thể kiềm chế. Hạ vũ mang theo đại quân không có liều lĩnh, cách ly thiên tượng giới ngoại ngàn vạn dặm đóng quân. Nàng thống binh rất có trương pháp, các loại bố trí đều rất đúng chỗ, minh tộc mấy lần nghĩ dụ dùng hạ vũ liều lính, còn đánh lén mấy lần, đều bị hạ vũ nhẹ nhóm thức phá kích lui. Minh cổ chuẩn bị thừa dịp thanh đế còn không có mang đại quân đến giúp, triệu tập đại quân đánh tan hạ vũ quân đội, hạ vũ liệu địch tại tiên cơ, trước một bước rút lui, đồng thời triệu tập một đội quân đi vòng qua tập kích thiên tượng dưới phụ cận một cái đại bí cảnh, khiến cho minh cổ bất đắc dĩ chỉ có thể lui quân. Tại giang giật theo bí cảnh lúc đi ra, thanh đế vừa vặn mang theo đại quân cùng hạ vũ hội hợp. Nhân tộc gần như tất cả cường giả đều xuất động, quân đội số lượng đạt đến 9.000 vạn. Cái này 9.000 vạn đại quân bình quân chiến lược khoảng cách lần trước đại chiến phổ biến tăng cường mấy thành, nhân tộc phong đế cấp cường giả nhiều năm cái, còn có thanh đế đột phá cuối cùng nửa bước, đạt tới thiên đế tình trạng. Chỉ cần minh đế không xuất thế, nhân tộc cảm giác bên này phần thắng 10 phần. Thanh đế hạ lệnh để đại quân chỉnh đốn 3 ngày, 3 ngày sau tam quân tề động, tiến công thiên tượng giới. Tin tức truyền ra, toàn bộ trinh sát bộ đội xuất động, đại quân mài đao hách hách, chiến khí như hồng, chờ mong ba ngày sau kinh thiên đại chiến. Thanh đế chuẩn bị đại chiến, Giang giật bay hướng thiên tề giới lúc bắt được mấy nửa đường ẩn núp trinh sát, nhẹ nhõm đem bên kia quân tình cho dò xét đến. Trinh sát chỉ là biết rõ đại khái tình báo, dù sao chuyện lớn như vậy không cách nào giấu giếm, đã sớm truyền khắp toàn bộ minh giới. Cụ thể chi tiết trinh sát vậy mà không biết, Giang giật cũng có thể suy tính ra. Xem ra minh cổ bọn người đi thiên tượng giới A, thiên tề giới bên trong phong đế cấp minh vương cũng không nhiều, nhiều nhất chỉ có một hai cái. Giang giật nội tâm đại định, hắn giờ khắc này ngược lại không vội mà đi thiên tề giới. Thiên tượng giới bên kia đại chiến, giống như có thể phối hợp bên kia tiến công thiên tề giới, có thể làm cho minh tộc càng thêm bối rối, càng thêm dễ dàng tan tác. Vì phòng ngừa đây là một cái âm mưu, là địch nhân cố ý thả ra tin tức giả, Giang giật tại phủ cận chuyển rất lớn một vòng tròn, bắt được rất nhiều trinh sát, từng cái để si hồng siêu hồn xác định tin tức là thật hay giả bắt được dòng giã mấy trăm trinh sát dò xét tin tức đều là không sai biệt lắm giang giật vẫn chưa yên tâm khống chế thiên đình đi thiên tề giới phụ cận để si hồng ra ngoài dò xét tra lý mặt tình huống đồng thời đổi chỗ dò xét ba lần si hồng dò xét tình huống thiên tề giới rất nhiều nơi đều rất yên tĩnh thiên tề thành bên trong cũng không có quá nhiều khí thức cường đại hẳn là chỉ có một hai cái phong đế cấp minh vương đương nhiên không bài trừ có cường giả mai phục tại còn lại khu vực xác định tình báo giang giật quả quyết hành động hắn cũng không có tiến công thiên tề giới, mà là bắt đầu công kích thiên tề giới phụ cận 10 cái đại bí cảnh. Những này đại bí cảnh bên trong đều có minh tộc, mấy chục vạn đến mấy trăm vạn không giống nhau, mặc kệ thanh đế tiến công thiên tượng giới tình báo là thật, hay là giả, hắn trước diệt cái này mấy ngàn vạn minh tộc lại nói. Hắn ngay từ đầu lựa chọn sử dụng một cái thiên tề giới bên ngoài lớn nhất bí cảnh, cái này bí cảnh bên trong có 5-600 vạn minh tộc, còn có một cái bình thường minh vương tỏa chấn. Suy suy, hắn đâm xuyên vào bí cảnh về sau, thiên đình xuất hiện, tiến vào thiên đình sau hắn khống chế thiên đình nghênh ngang gào thét mà xuống. Hiu hiu hiu, mấy đạo hắc vân cuồn cuộn mà lên, phía dưới có một tòa bên trong tòa thành lớn mấy cái cường đại minh tộc đã bị kinh động, tiếp lấy càng nhiều hắc vân gào thét mà lên, bí cảnh bên trong minh tộc quân đội xuất động. Giết, Giang giật quát lạnh một tiếng, thiên đình tựa như một ngọn núi lớn chân áp mà xuống. Phía dưới vô số cường đại minh tộc lập tức công kích, từng đạo màu đen lưu quang đối thiên đình phóng tới dầm rầm dầm đạo đạo bạo tạc đều không có gây nên thiên đình vòng bảo hộ ba động thiên đình như thái sơn áp đỉnh ẩm vang chấn áp mà xuống phía dưới minh vương cùng cao giai minh tướng vội vàng hướng bốn phía chạy trốn mà đi oanh thiên đình chấn áp mà xuống đem gần phân nửa thành trì đều cho nghiền thành phấn vụn phía dưới mấy trăm minh tộc quân đội cũng bị nghiền thành thịt nát ô ô vô số minh tộc gào thét cái này bí cảnh bên trong minh tộc là một cái đại tộc toàn bộ đều là một loại mặt xanh gấu thân quái thú mặt là mặt người Bất quá màu da là màu xanh, đầu quá nhỏ, thân thể quá lớn, nhìn rất là quái dị cùng dữ tợn. Đột nhiên rơi xuống một tòa thành trì, phụ cận minh tộc toàn bộ bị kinh động, bên này to lớn mặt đất chấn động cũng đem phương viên 10 vạn lý minh tộc đều kinh động. Bốn phương tám hướng vô số minh tộc liên tục không ngừng hướng bên này chen chúc mà đến, nhìn một cái không nhìn thấy cuối cùng, làm lòng người giật mình. "C, thiết thú, ra ngoài đem tất cả minh tộc cho xử lý, giống như ngươi sắp bị minh khí ma hóa, lập tức trở về thiên đình phụ cận." ta giúp người thanh lý minh khí. Giang giật truyền âm cho thiên đình tầng thứ nhất thử thiết thú, nơi này minh tộc nhiều lắm, để thử thiết thú ra ngoài nghiền sát vừa vặn cực kỳ. Dù sao không có cường đại minh tộc, chỉ có một cái minh vương thôi, Giang giật giúp thử thiết thú xử lý chính là bò, o, bò, o, thử thiết thú bị truyền tống ra ngoài, hóa thành một đạo thép thiết hồng lưu hướng phía trước vò tới minh tộc đại quân phóng đi. Nó cái kia khổng lồ thân thể, kia hung hãn khí tức, kia hắc đến tỏa sáng gai nhọn thấy rất nhiều minh tộc tâm sợ. Suy suy, đầy trời hắc khí đánh vào thử thiết thú bên trên, nơi này minh tộc sẽ còn một loại kỳ dị công kích, bọn chúng toàn thân hắc Mao có thể ly thể mà ra, trên không trung cuối cùng một chỗ, còn có minh khí quán chú, cuối cùng hình thành một sợi kinh khủng hắc mao đâm. Chỉ là, thử thiết thú phòng ngự coi như phổ thông phong đế cấp đoán chừng đều không phá nổi, chứ nói chi là những này cấp thấp minh tộc. Thử thiết thú tốc độ quá nhanh, mà lại là càng lúc càng nhanh, nó như một cái là chiến tranh mà thành cự thú mạnh mẽ đâm tới mà đi. Phàm là bị nó va chạm minh tộc trong nháy mắt biến thành thịt nát, cường đại xung lực có thể phá hủy bất kỳ cái gì sự vật, chớ nói chi là những này cấp thấp minh tộc. Phanh, phanh 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 bình, thử thiết thú chỉ là mấy hơi thời gian tự lao nhanh ra ngoài ngàn dặm, cái này ngàn dặm đường bên trên lúc đầu đều là lít nha lít nhít minh tộc, nhưng bị nó đâm qua sau đơn giản thanh ra một đầu trăm trượng thông đạo. Phàm là bị nó va chạm minh tộc không ai sống sót, thậm chí liền thi thể đều không có, đồng phục biến thành thịt nát. Quả nhiên là cỗ máy chiến tranh, giống như có thể bay liền tốt. Giang giật có chút cảm khái một tiếng, sau một khắc hắn lại đầy mắt ngạc nhiên. Bởi vì minh tộc cao dai minh tướng cùng cái kia minh vương đối thử thiết thú công kích, cái kia minh vương công kích rõ ràng chọc giận tới thử thiết thú, nó nổi giận giống lên nhất chuyển, tứ chi trên mặt đất có chút trầm xuống lưu lại bốn cái dấu chân thật sâu. Thử thiết thú cái kia khổng lồ thân thể thế mà hướng giữa không trung phóng tới, khi minh vương căn bản không kịp tránh né tự bị thử thiết thú đụng phải âm um, minh vương thân thể hóa thành thịt nát thử thiết thú thân thể xông lên ngàn dặm không chung, nó ở giữa không chung dừng lại một lát quay đầu hướng phía dưới gào thét phóng đi cái này thử thiết thú thế mà có thể bay giang giật rất là ngoài ý muốn vốn cho là như thế một cái to lớn ra hỏa khẳng định là không bay lên được lại không nghĩ rằng còn có ý bên ngoài niềm vui bất quá nghĩ lại ngẫm lại giang giật rất nhanh bình thường trở lại như thế cường đại hồng hoang dị chủng không thể bay ngược lại kỳ quái. Trước đó nó một mực sống ở thổ chi nguyên phụ cận, bị cường đại trọng lực trói buộc, sở dĩ không bay lên được, cũng sẽ không chịu lấy như vậy cường đại trọng lực đi bay, giờ phút này không có trọng lực, tự nhiên là có thể bay. Tốt, Giang giật mặt mũi tràn đầy vui mừng, có cái này chiến tranh quái thú, hắn cảm giác hợp nhất ngàn vạn đại quân, coi như đối phương tới mấy ngàn vạn đại quân, Giang giật cũng không sợ hãi chút nào. chương 2024, Quỷ thuật một cái lớn như vậy bí cảnh, minh tộc năm 600 vạn, vẻn vẹn 4 năm cái canh giờ, bị thử thiết thú độc lập cho hủy diệt. Giang giật đều không có xuất thủ, cũng không có giúp thử thiết thú thanh lý minh khí. Cái này thử thiết thú không chỉ có nhục thân phòng ngự nghịch thiên, linh hồn cũng mạnh ngoại hạng, cấp thấp minh tộc minh khí căn bản là không có cách ma hóa nó. Nó tại bí cảnh bên trong mạnh mẽ đâm tới, chạy hết tốc lực mấy canh giờ, tất cả minh tộc đều bị nó nghiền ép mà chết, tòa thành trí kia cùng minh tộc cư trú hang động đều trở nên phế tích toàn bộ bí cảnh bên trong một mảnh hỗn độn cảnh hoàng tàn khắp nơi màu nâu đỏ tiên huyết nhuộm đỏ toàn bộ bí cảnh đập vào mắt kinh hãi giang giật nội tâm hoàn toàn tĩnh lặng đừng nói chém giết mấy trăm vạn minh tộc coi như mấy trăm vạn nhân tộc chết ở trước mặt hắn hắn cũng sẽ không có quá nhiều linh hồn ba động gặp nhiều các loại như địa ngục tràng cảnh hắn đều đã chết lặng đi đem thử thiết thú thu vào thiên đình giang giật thần thức quét qua xác định không cần thay nó thanh lý minh khí về sau khống chế thiên đình xoay tròn mà lên ra bí cảnh, hướng xuống mặt một cái bí cảnh đánh tới. Các loại chờ giang giật đi bí cảnh tiếp theo, trinh sát rất mau tới cái này bí cảnh bên trong giò xét, cũng đem cái này bí cảnh bị tàn sát không còn tin tức truyền về thiên tề giới. Thiên tề thành một mảnh xôn xao, vô số hoàng tộc giận tím mặt, phá không mắng to không ngớt. Nhưng càng nhiều hoàng tộc thấp thỏm lo âu, hỏa ma giang giật cái tên này hung danh quá thịnh, minh cổ bọn người lừa giết hắn một lần, bắt được hắn một cái thủ hạ, lại không nghĩ rằng ma đầu kia thế mà có thể bánh xe phụ minh bí cảnh bên trong ra. Giang giật đây là huyết tinh trả thù, hắn muốn đem phụ cận minh tộc toàn bộ giết sạch, cuối cùng hắn hội giết vào thiên tể giới, đem thiên tể giới tất cả minh tộc chém tận giết tuyệt. Đây là rất nhiều hoàng tộc ý nghĩ trong lòng, lưu thủ minh địch luống cuống, luân minh bí tịch đều khốn không được giang giật, hắn làm sao có thể là giang giật đối thủ. Hắn thúc thủ vô sách, chỉ có thể đưa tin cho minh cổ, hỏi thăm hắn làm sao bây giờ Minh Cổ rất nhanh đưa tin trở về thanh đế liền muốn tiến công thiên tượng giới, hắn để Minh địch trước kéo giang giật, chờ bọn hắn bên kia đại chiến kết thúc, lại tới hợp lực vây giết giang giật. Kéo giang giật làm sao kéo, Minh địch có chút sầu muộn, tên sát tinh này đã từng một người tự sát nhập vào thiên linh giới thiên cương giới, sau đó tại Minh giới khống chế địa bàn ẩn núp, chạy trốn. Cuối cùng tại băng chi nguyên phụ cận đại khai sát giới, Minh địch nhớ rõ phi thường tinh tường, giang giật đổ sát lúc tràng diện. Giờ phút này Giang Giật đã bắt đầu huyết tinh trả thù, làm sao có thể kéo được. Minh địch thúc thủ vô sách, cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng, hắn phái ra mấy trăm vạn đại quân đi vây giết Giang Giật. Nói là đi vây giết, bất quá là kéo dài thời gian thôi. Mấy trăm vạn minh tộc đại quân trùng trùng điệp điệp theo thiên tề giới xuất phát, chờ bọn hắn tìm tới Giang Giật lúc, Giang Giật vừa mới chu diệt một cái bí cảnh ra. Bí cảnh bên trong hơn 300 vạn minh tộc, lại bị hắn tàn sát không còn, một người sống đều không có để lại ha ha do xét đến mấy trăm vạn minh tộc đại quân bên trong còn có mấy vạn hoàng tộc về sau giang giật ngược lại cười hắn khống chế thiên đình lơ lửng trong hư không cũng không có lập tức công kích mà là ngưng tụ một cái hư ảnh ra quát khẽ vị kia minh vương dẫn đội ra gặp một lần hỏa ma giang giật tất cả minh tộc nhìn xem giữa không trung cái kia to lớn hư ảnh bản năng run lên một cái dẫn đội phổ thông minh vương trầm mặc một lát bay ra đại quân quát khẽ bản tọa y phong phú giang giật ngươi tại ta minh giới trắng trợn giết chóc, tội không thể tha. Cổ xưa tôn mệnh chúng ta đưa ngươi chém giết, ngươi như thức thời lập tức chạy trở về các ngươi nhân tộc địa bàn, nếu không giết chết bất luận tội. Cái này minh vương, giang giật đều không có nghe lọt, khi hắn tại đánh giám. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo lướt nhìn cái này minh vương, hỏi, phượng tự ở đâu liền là các ngươi bắt cái kia yêu tộc đại đế, trước thả hắn, mọi chuyện đều tốt nói, giống như không thả người, tự gánh lấy hậu quả. Yêu tộc đại đế, y phong phú biết rõ có việc này, hắn đôi mắt nhất truyền, cười lạnh nói, cái kia yêu tộc đại đế đã bị thánh hóa, giờ phút này đã là ta minh tộc đại tướng, ngươi còn muốn cứu hắn nằm mơ. Giang giật giận dữ, một câu không tiếp tục nói, hư ảnh biến mất, thiên đình quang mang lấp lánh, một cái đen nhánh tự thú xuất hiện, giang giật nổi giận tiếng giống vang lên, đem cái kia minh vương làm chết, sở hữu minh tộc giết. Bò, o, à, bò, o, à, thử thiết thú bạo tiếng giống vang lên, chấn thiên động địa, y phong phú linh hồn đại chấn, hắn nhìn qua hóa thành giải lụa màu đen bắn nhanh mà đến thử thiết thú hoảng sợ giống to rút lui minh địch để hắn đi ra ngoài là kiềm chế giang giật kéo dài thời gian hắn vốn là không có ý định cùng giang giật khai chiến chỉ là muốn chọc giận giang giật để hắn truy sát cái này mấy trăm vạn đại quân nói một cách khác cái này mấy trăm vạn quân đội liền là nghĩ đưa cho giang giật giết chính hắn đều làm xong chịu chết chuẩn bị vù vù tất cả minh tộc hướng tứ phía tám mới bay chạy mà đi nhưng vào lúc này một thân ảnh theo thiên đình bên trong thoáng hiện, giang giật ra hư không bên trong. Hắn đem thiên đình thu nhập thiên châu bên trong, thân thể bên ngoài từng đoàn từng đoàn màu vàng đất khí lưu xuất hiện, đem hắn bao lũng ở bên trong. Tại màu vàng đất khí lưu xuất hiện một khắc này, toàn bộ hư không phụ cận hơi chấn động một chút, một cỗ vô hình gợn sóng dùng giang giật làm hạch tâm hướng bốn phương tám hướng phúc tán mà đi. Chuyện thần kỳ phát sinh, lúc đầu phi tốc chạy trốn minh tộc, tại thời khắc này động tác đều chậm lại, tựa như bị thả chậm mấy trăm lần, tốc độ đều chậm mấy trăm lần. Thậm chí, tới gần giang giật minh tộc toàn bộ bắt đầu rút lui, tựa như giang giật biến thành một cái nam châm, những người kia đều bị giang giật hút tới. Cái này, cái này, thật là khủng khiếp hấp lực, y phong phú quá sợ hãi, coi như hắn đạt đến ngụy đế cấp chiến lực, giờ phút này toàn lực phi hành, tốc độ cũng chậm như ốc sen. Trái lại cái kia cự thú tốc độ cũng không có bị quá lớn ảnh hưởng, đối hắn cuồng bạo vào tới ầm um, thử thiết thú đâm vào y phong phú trên thân y phong phú cái này tiểu thân bản thoáng cái tự bạo liệt thử thiết thú mạnh mẽ đâm tới mà đi phía trước đều là lít nha lít nhít đại quân cái này quá tốt nghiền sát trực tiếp cuồng bạo phóng đi nhẹ nhõm thanh ra một đầu khu vực chân không đây là cái quỷ gì thuật vô số minh tộc liều mạng hướng nơi xa bay đi lại phát hiện bọn hắn thân thể ngược lại đang không ngừng hướng giang giật tới gần rất nhiều minh tộc dọa sợ loại pháp thuật này đơn giản chưa từng nghe thấy Giang giật đều không có bất kỳ cái gì cử động, chẳng lẽ hắn đã biến thành thiên tiên sao? Hỏa ma giang giật lần này không có phóng hỏa, ngược lại thả từng đoàn từng đoàn màu vàng đất khí lưu, lại làm cho trọng lực đột nhiên gia tăng mấy vạn lần, phủ cận không gian trở nên dị thường vững chắc, để bọn hắn không thể trốn đi đâu được. Ong ong, giang giật trong tay thiên châu lóe lên, vô số phong trùng truyền tống ra. Đám côn trùng này là vô hình trong suốt, thân thể cũng nhỏ, bị trọng lực ảnh hưởng cũng không lớn tại tiểu thú khống chế dưới hướng bốn phương tám hướng gào thét mà đi. Giang giật duy nhất một lần thả ra vài ức phong trùng, những này phong trùng phổ thông minh tộc căn bản dò xét không đến. Chỉ là cảm giác một trận gió mát phất phơ thổi, rất nhiều minh tộc liền phát hiện toàn thân bị cắn xé, tiếp lấy chỉ tới kịp phát ra một đạo kêu thảm, tự toàn thân bị gặm đến không còn một mảnh. Thứ gì, xa xa minh tộc sợ choáng váng, bởi vì bọn hắn căn bản không nhìn thấy phong trùng, cũng dò xét không đến. Liền thấy từng cái minh tộc kêu thảm, tiếp lấy thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến mất, cuối cùng thần hồn câu diệt. chương 2025, không theo lẽ thường ra bài. Những thứ không biết thường thường có thể làm cho khủng hoảng, khủng hoảng như ôn dịch là hội lan tràn. Giang giật thổ chi nguyên khiến cái này cấp thấp minh tộc mộng, vô hình phong trùng để sở hữu minh tộc sâu trong linh hồn truyền đến sợ hãi. Rất nhiều minh tộc đều quên chạy trốn, chỉ là toàn thân run lẩy bẩy nhìn qua không ngừng kêu thảm, không ngừng biến mất đồng tộc, giang đều đang run dày. Rất nhiều hoàng tộc nhìn xem bị màu vàng đất khí lưu vây quanh giang giật, giờ khác này giang giật không còn là hỏa ma, mà là biến thành một cái ma quỷ, một cái có được ác ma thủ đoạn ma vương. Minh tộc tại nhân tộc trong mắt là ma quỷ, minh tộc lại không cho rằng bọn hắn là ma quỷ. Ngược lại giờ khác này giang giật biến thành chân chính ma quỷ, không phải ma quỷ làm sao có thể có như thế thủ đoạn. Vài ức phong trùng gặm cắn tốc độ thật nhanh, như gió thu quét lá rụng cuồng quét mà đi, chỉ là hơn nửa canh giờ, mấy trăm vạn minh tộc đều bị gặm ăn hoàn tất, chỉ còn lại mấy trăm hoàng tộc. Giang giật là cố ý lưu lại cái này mấy trăm hoàng tộc, hắn lấy ra thiên đình bay đi, tại kia mấy trăm hoàng tộc coi là muốn thời điểm chết, hắn thả ra gốc cây bắt được hơn một trăm cái hoàng tộc. Tiếp lấy lần nữa ngưng tụ một cái hư ảnh, truyền lời cho còn lại hơn hai trăm minh tộc nói, truyền lời cho các ngươi thiên tể giới thống soái trong vòng mười ngày, không đem phượng tự trao đổi, ta huyết tẩy thiên tể giới. Cút đi, hai trăm cái hoàng tộc như lâm đại xá, vội vàng hoảng sợ bay mất, thử thiết thú trở về, Giang giật thu hồi phong trùng hướng xuống một cái bí cảnh bay đi. Hắn trong 10 ngày thời hạn, kỳ thật cũng không trông cậy vào bọn hắn sẽ thả thiên phượng đại đế, ngược lại hắn cố ý đang trì hoãn thời gian, cho đối phương coi là 10 ngày sau hắn mới có thể tiến công giả tượng. Lần này minh tộc tiến công, để hắn phát hiện một vài vấn đề, thiên tề giới minh tộc rất có thể muốn kéo dài thời gian. Đã như vậy, như vậy thanh đế tiến công thiên tượng giới tin tức rất có thể là thật. Hắn tương kế tự kế, cho 10 ngày thời hạn, ổn định thiên tề giới hoàng tộc, hắn liền có thể tùy thời động thủ. Si hồng đại nhân, làm phiền ngươi đi siêu hồn thoáng cái. Giang giật không hiểu siêu hồn, chỉ có thể mời si hồng động thủ, si hồng đem kia hơn 100 cái hoàng tộc siêu hồn một lần, đạt được tình báo chuẩn xác. Bên kia thanh đế nói ba ngày sau động thủ, đã qua một ngày, hai ngày sau sẽ quy mô tiến công thiên tượng giới. Tốt, Giang giật rất là phấn chấn, tiếp tục khống chế thiên đình huyết tẩy phụ cận bí cảnh, hắn cố ý khống chế tốc độ, chậm rãi thanh lý, từng cái bí cảnh huyết tẩy mà đi. Thiên Tề giới bên trong minh địch cùng một đám minh vương, minh tộc tộc trưởng bị kia hơn 200 hoàng tộc mang về tin tức dọa sợ. Vừa mới qua đi bao lâu, giang giật chiến lực tiến bộ đến nhanh như vậy còn có khủng bố như thế thần thông, sau 10 ngày, thiên phượng đại đế không thả lại đi, thiên Tề giới xem ra hội máu chảy thành sông A. 10 ngày, 10 ngày thiên tượng giới bên kia đại chiến làm sao có thể tiểu kết thúc lại nói bên kia có thanh đế, còn có nhiều như vậy nhân tộc cường giả đại quân, thiên tượng giới có thể hay không thủ được vẫn là cái vấn đề A trả lại thiên phượng đại đế vấn đề ở chỗ thiên phượng đại đế không tại minh địch trong tay mà là bị minh luân đi giờ phút này đều nói không chừng bị ma hóa minh địch lấy cái gì giao ra rơi vào đường cùng minh địch chỉ có thể lần nữa đưa tin cho minh cổ mời hắn quyết định minh cổ tại gần nửa ngày sau đưa tin đến đây không chỉ đưa tin để hắn một cái minh vương mang theo thiên phượng đại đế truyền tống về tới minh cổ để minh địch cần phải kéo thời gian nửa tháng giống như không cách nào kéo liền đem thiên phượng đại đế giao ra thực sự không được tương thiên đủ giới quân đội minh tộc toàn bộ rút lui